Vua Tịnh Phạn đón tiếp hoàng hậu và đứa con trai mới sinh trong niềm vui khó tả. Lễ hội được tổ chức và khắp vương quốc trang hoàng những cờ phướng, biểu ngữ đủ màu sắc đẹp đẽ. Đây là thời điểm hạnh phúc và thanh bình nhất. Khắp nơi không có biểu hiện buồn khổ. Do vậy, vua và hoàng hậu đã quyết định đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa, nghĩa là người đem đến điều tốt lành. Lúc bấy giờ, những nhà tiên tri tiên đoán cho đứa trẻ. Họ nói, tâu bệ hạ, những dấu hiệu lúc sinh của thái tử rất tốt. Khi lớn lên, thái tử sẽ có những đặc điểm hơn cả ngài hiện nay. Nghe lời tiên đoán này khiến vua rất tự hào. Ông nghĩ, nếu lời tuyên đoán này đúng thì con trai của ta, thái tử Tất Đạt Đa sẽ cai trị không những vương quốc nhỏ bé này, mà có lẽ cả toàn thế giới. Ôi, thật là vinh dự cho ta và gia đình ta quá. Những ngày đầu sau khi sinh thái tử, rất nhiều người đến cung điện thăm đứa bé. Một trong những người viếng thăm này là ông già tên A Tư Đà. A Tư Đà là một nhà ẩn sĩ sống trong rừng vắng và là một bậc danh sĩ tôn quý lúc bấy giờ. Vua và hoàng hậu rất ngạc nhiên khi thấy A Tư Đà rời khỏi khu rừng và xuất hiện trong cung điện của họ. Vua nói, chúng tôi rất vinh dự được ông đến thăm chúng tôi. Xin ông hãy cho chúng tôi biết mục đích của ông và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những gì mà chúng tôi có thể làm được. A Tư Đà trả lời, xin cảm ơn lòng tử tế hiếu khách của bệ hạ. Tôi từ xa đến đây thăm bệ hạ là vì có dấu hiệu kỳ diệu mà tôi mới thấy gần đây. Những dấu hiệu này cho biết cậu bé trai mới sinh của ngài sau này sẽ đạt được sự giác ngộ tinh thần vĩ đại, làm lợi ích cho tất cả mọi người. Cái trí tuệ quý giá ấy là điều mà suốt đời tôi đang cố gắng để đạt được, cho nên tôi vội vã đích thân đến thăm cậu bé. Vua rất vui mừng và đi vào chỗ thái tử đang nằm ngủ. Vua cẩn thận ẵm con lên và đem ra cho A Tư Đà xem. Nhà tiên tri im lặng ngắm nhìn cậu bé một lúc, rồi ông trở ra buồn rầu ngước lên ngắm nhìn bầu trời, rồi bật khóc. Thấy A Tư Đà khóc, vua và hoàng hậu rất lo sợ. Họ e rằng vị tiên tri đã nhìn thấy một vài điểm không tốt nào đó của con mình chăng? Trước những giọt nước mắt của A Tư Đà, vua cảm thấy rụng rời tay chân và thốt lên. Hả? Thưa ông đã nhìn thấy dấu hiệu gì mà ông phải khóc? Không phải chính ông và những nhà thông thái khác cũng nói rằng con trai của tôi sau này sẽ trở thành một vĩ nhân, đạt được trí tuệ tối cao sao? Nhưng tại sao bây giờ khi nhìn đứa bé ông lại khóc? Điều đó có nghĩa là thái tử sẽ chết yểu phải không? Hay là sẽ có những tai họa khủng khiếp xảy ra cho nó? Nó là đứa con duy nhất của tôi rất thương nó. Xin ông hãy nói nhanh lên đi những gì mà ông thấy. Tôi hồi hộp và lo sợ. Với một cái nhìn trìu mến, A Tư Đà bình tĩnh nói với họ không nên lo sợ. Không phải tôi khóc vì đã nhìn thấy những dấu hiệu xấu nơi thái tử. Thật ra tôi thấy con trai của bệ hạ có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ trở thành bậc vĩ nhân. Nếu con trai của bệ hạ theo con đường nối nghiệp cha, thì thái tử sẽ trở thành một chuyển luân thánh vương vĩ đại nhất lịch sử. Thái tử sẽ cai trị cả một khu vực rộng lớn, đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Nhưng nếu thái tử quyết định không làm vua, thì tương lai của thái tử sẽ rạng rỡ hơn nhiều. Thái tử sẽ trở thành một bậc đại giác, một vị thầy cao quý, hướng dẫn chúng sinh sống theo đạo lý yêu thương và tỉnh thức. Khi nhìn thấy những cảnh khổ của cuộc đời, thái tử sẽ lìa bỏ hoàng cung và đi tìm con đường chấm dứt mọi khổ đau. Rồi thái tử sẽ đem những chân lý ấy để chỉ dạy cho bất cứ ai muốn lắng nghe. Không, thưa bệ hạ và hoàng hậu, tôi không khóc cho đứa trẻ, mà chính là tôi đang khóc cho tôi. Nhưng ngài cũng đã biết, tôi đã trải qua toàn bộ cuộc đời để tìm chân lý, mong tìm ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Và hôm nay, tôi đã gặp được thái tử, người mà sau này sẽ chỉ dạy những điều mà tôi muốn học. Nhưng
đến lúc thái tử đủ trình độ để dạy, thì có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi không may mắn học được những lời thái tử dạy trên cuộc đời này. Đó là lý do tại sao tôi buồn. Đối với bệ hạ và hoàng hậu, không có gì đáng buồn cả. Hãy sung sướng lên vì mình có được một người con vinh quang như thế. Nói xong, A Tư Đà ngắm nhìn đứa bé lần cuối, rồi từ từ rời khỏi hoàng cung. Vua tiễn ông ra về, rồi trở lại chỗ đứa con trai của mình. Vua rất sung sướng khi biết không có gì nguy hiểm đến tính mạng của thái tử. Ngài nghĩ, A Tư Đà nói rằng, Tất Đạt Đa sẽ trở thành một vị vua vĩ đại, hoặc trở thành một vị thầy cao quý. Nếu thái tử con ta trở thành một vị vua vĩ đại như điều thứ nhất thì hay biết mấy. Thật là tự hào làm sao khi có một người con trai lừng danh vào uy quyền. Rồi khi con ta tới tuổi già như A Tư Đà, lúc đó nó xuất gia để trở thành một vị thầy cao quý cũng được. Vua Tịnh Phạn sung sướng đứng ôm con trong lòng, để mặc cho những dòng suy nghĩ, những giấc mơ đẹp về đứa con sau này sẽ trở thành vĩ nhân cứ hiện về trong đầu óc của ông. Dự lễ cày ruộng đầu năm. Năm thái tử Tất Đạt Đa 9 tuổi, cậu được vua cha cho đi dự lễ cày ruộng đầu năm. Chính vua Tịnh Phạn là người chủ tọa buổi lễ này. Các vị đạo sĩ và tu sĩ Bà La Môn được mời tới dự. Buổi lễ được cử hành nơi thửa ruộng tốt nhất không xa hoàng thành. Không khí hôm nay thật tưng bừng náo nhiệt. Các thầy Bà La Môn đang tụng kinh rất nghiêm trang. Vua mặc hoàng bào và các vị quan cũng mặc triều phục đang đứng xoay mặt về phía lễ đài. Tất Đạt Đa cũng đứng tham dự lễ. Nhưng vì các thầy sướng tụng quá lâu, cậu cảm thấy nóng nực nên đi tìm chỗ mát dưới tàn cây diêm phù bên đường ngồi nghỉ. Sau khi các thầy Bà La Môn kết thúc việc đọc kinh, vua Tịnh Phạn bước xuống ruộng, nắm lấy cán cày với sự phụ tá của hai vị quan võ. Vua đã cày luống cày đầu tiên của mùa làm ruộng mới. Dân chúng vỗ tay hoan hô vang rền. Các nông dân bắt đầu xuống ruộng làm theo vua. Họ cày những luống cày đầu tiên trên thửa ruộng của họ. Nghe tiếng reo hò, Tất Đạt Đa cũng chạy ra xem. Cậu nhìn thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cày, theo sau là một bác nông dân lực lưỡng, tay trái cầm cán cày, tay phải cầm cây roi quất mạnh vào lưng con trâu. Trời nắng gắt, mồ hôi ông ta chảy ra đẫm ướt cả thân mình. Nơi lưỡi cày đi qua, đất được lật ngửa, rẽ ra thành luống hai bên, trông thật ngay hàng thẳng lối. Hàng ngàn con giun ở dưới đất chui lên, có những con bị lưỡi cày cắt làm đôi đang quằn quại trên luống đất. Những con chim bay xà xuống thấp, đớp lấy những con giun đang vùng vẫy hoảng sợ. Rồi cậu lại thấy một con chim lớn xà xuống rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Trời lúc này nắng gắt, thái tử vừa mệt vì nắng, vừa chán nản vì thấy cảnh thú vật ăn thịt lẫn nhau. Cậu bèn trở lại chỗ cây diêm phù. Những hình ảnh mà Tất Đạt Đa vừa thấy thật là mới lạ, đã kích thích cậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây và nhắm mắt lại để chiêm nghiệm những gì đã thấy. Cậu ngồi ngay thẳng với tư thế uy nghiêm và rất đẹp. Hình ảnh người nông dân cày ruộng cực khổ, đổ mồ hôi dưới ánh nắng nóng bức. Hình ảnh con trâu nặng nhọc kéo cày, còn bị những nhát roi quất lên mình thành những vết thương dài. Hình ảnh những con giun bị luống cày cắt đứt làm đôi, đang vùng vẫy đau đớn. Hình ảnh những con chim nhỏ xà xuống bắt những con giun. Hình ảnh con chim lớn rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Những cảnh tượng tàn sát lẫn nhau để mà sống này cứ hiện lên trong đầu của thái tử. Cuộc sống quả là một cái vòng đau khổ. Tất cả chỉ vì miếng ăn mà phải cực khổ, đấu tranh, tàn sát lẫn nhau để sống. Thái tử cảm thấy xót thương cho bác nông dân, con trâu, con giun, con chim. Cậu ước mong sao tất cả người và vật không còn khổ đau nữa, không còn phải vì sự sống mà ăn thịt lẫn nhau. Một lát sau, khi vua và bà Mahabasabade tới gốc cây diêm phù để tìm con, thấy Tất Đạt Đa vẫn còn ngồi đó. Bà cảm động đến khóc khi thấy Tất Đạt Đa ngồi đẹp như một pho tượng nhỏ dưới gốc cây. Nhưng vua thì lại lo ngại vì thái tử mới có 9 tuổi,
mà đã biết ngồi trầm tư như thế, thì lời tiên đoán của đạo sĩ A Tư Đà có thể trở thành sự thật. Thái tử nhân từ. Sau khi sinh thái tử được 7 ngày, thì hoàng hậu Maya từ trần. Trước khi qua đời, hoàng hậu đã dặn dò người em của mình là Mahabhasabade. Chắc chị sẽ không còn sống lâu để chăm sóc con được nữa. Sau khi chị mất, em hãy chăm sóc Tất Đạt Đa giùm chị. Người em nhận lời, bà hứa sẽ thương yêu thái tử và chăm sóc cháu như là con của mình. Thái tử lớn lên trở thành một cậu trai thông minh, xinh đẹp và nhân từ. Vua đã sắp xếp cho thái tử được học với những vị thầy danh tiếng nhất vương quốc, và thái tử đã tỏ ra là một người thông minh phi thường. Sau vài ngày đầu học tập, những vị thầy đã trình lên vua rằng: "Muôn tâu bệ hạ, thái tử rất thông minh. Những bài học chúng tôi chỉ dạy qua một lần là thái tử hiểu và nhớ rất kỹ. Thật ra có những điều mà thái tử thắc mắc chúng tôi không thể nào giải đáp, hoặc thái tử có những hiểu biết mà chúng tôi chưa hiểu biết." Nghe được điều này, niềm tự hào của vua về đứa con trai của mình càng tăng thêm. Ông sung sướng nghĩ: "Với sự thông minh này, thái tử con ta chắc chắn sẽ trở thành một vị vua thông minh và đầy uy quyền." Thế nhưng thái tử có một điều khác còn nổi bật hơn cả sự thông minh của cậu, đó là lòng tử tế, sự lịch thiệp và tình yêu thiên nhiên. Đối với những đứa trẻ cùng trang lứa với thái tử, chúng thích đùa giỡn, nghịch phá hoặc chia phe đánh nhau trong những lúc rảnh rỗi. Riêng thái tử thì ngược lại, thích ngồi yên lặng một mình. Cậu thương yêu các súc vật nhỏ sống ở trong giường của hoàng cung và trở thành người bạn thân thiện của chúng. Những con vật biết thái tử không làm thương tổn chúng, cho nên chúng không bao giờ sợ thái tử. Ngay cả những động vật hoang dại, chúng sẽ bỏ chạy khi thấy một người nào đó đến gần. Nhưng mỗi khi thái tử vào trong giường, chúng lại mừng rỡ, mon men đến gần và ăn các thức ăn trên tay thái tử một cách tự nhiên, vì mỗi lần thái tử vào trong giường đều đem theo thức ăn cho chúng. Một ngày nọ, thái tử đang ngồi trong giường, có một đàn thiên nga trắng xóa bay ngang trên đầu. Bất ngờ, một mũi tên bắn lên không trung, trúng vào một con trong bầy. Nó lảo đảo rồi rơi xuống đất ngay trước chân của thái tử. Mũi tên vẫn còn ghim nơi cánh của nó. "Hả? Tội nghiệp cho con thiên nga quá." Thái tử nhủ thầm và ôm con chim lên. "Ngươi đừng có sợ, ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Từ từ rồi ta sẽ lấy mũi tên ra cho." Thế rồi, tay này thái tử nhẹ nhàng vuốt ve con thiên nga để nó bớt sợ. Tay kia, thái tử rút mũi tên ra một cách thận trọng. Xong, thái tử lấy thuốc, rửa, chùi vết thương cho nó. Vừa làm, thái tử vừa thì thầm an ủi, khiến cho nó không còn sợ hãi nữa. Lau vết thương xong, thái tử cởi áo ngoài của mình ra, quấn quanh mình nó cho ấm. Một lúc sau, có cậu thiếu niên chạy vào trong giường. Đó là người em họ của thái tử, tên là Đề Bà Đạt Đa. Cậu ta mang theo cung tên và rất vui mừng nói: "Tất Đạt Đa, Tất Đạt Đa, em vừa mới bắn được một con thiên nga. Anh thấy đó, em chỉ bắn có một phát thôi là đã hạ được một con chim rồi. Nó rơi xuống xung quanh đây, anh kiếm giúp giùm em đi." Ngay lúc ấy, Đề Bà Đạt Đa phát hiện một mũi tên của mình dính máu nằm ở dưới đất gần bên chân của Tất Đạt Đa. Nhìn kỹ, cậu ta thấy thái tử đang cầm vật gì trong tay, và rồi nhận ra đó là con thiên nga mà cậu đang tìm. Cậu la lên: "Anh lấy con thiên nga của em à, đưa lại cho em đi, em đã bắn hạ nó thì nó là của em." Đề Bà Đạt Đa liền chụp lấy con chim, nhưng thái tử ôm sát nó vào lòng mình, khiến Đề Bà Đạt Đa tức giận vô cùng. Thái tử nói một cách kiên quyết rằng: "Anh đã bắt gặp con chim nằm quằn quại đầy máu nơi mình, anh không thể đưa nó cho bất cứ ai khi nó đang bị thương được." Đề Bà Đạt Đa la lên: "Nhưng nó là của em, chính em đã bắn nó, anh phỏng tay trên của em đâu có được, hãy trả nó lại cho em." Hai cậu thiếu niên đứng tranh cãi một hồi. Đề Bà Đạt Đa càng lúc càng trở nên giận dữ, nhưng thái tử vẫn một mực không giao con thiên nga cho cậu ta. Sau cùng, thái tử nói: "Khi hai người tranh cãi một vấn đề không xong thì nên giải quyết bằng pháp luật. Trước những người thông thái có thẩm quyền, chúng ta cứ trình bày những sự việc xảy ra để cho những vị này quyết định ai đúng. Anh nghĩ chúng ta nên giải quyết bằng cách này là tốt nhất." Đề Bà Đạt Đa không thích ý kiến này lắm. Song chỉ còn có cách này mới hy vọng lấy lại được con thiên nga mà thôi,
nên cậu phải đồng ý. Rồi họ đi vào cung điện thưa lại với vua và quần thần. Mọi người đều bật cười với nhau khi nghe họ trình bày sự việc. Các quan nói: chỉ có mỗi con thiên nga mà làm mất thì giờ của chúng tôi quá, thật không đáng tí nào. Nhưng vua lại nói: Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa là những thái tử của hoàng tộc. Trẫm rất vui mừng vì chúng đã biết nhờ chúng ta giải quyết những việc bất bình bằng xét xử. Trẫm nghĩ điều đó rất quan trọng, bởi vì chúng ta là những nhà lãnh đạo tương lai, biết dùng cách giải quyết bằng pháp lý. Chúng ta hãy xét xử xem sao. Sau đó, mỗi cậu trình bày những sự việc đã xảy ra. Các quan cố gắng lắng nghe để quyết định ai đúng, thì con thiên nga sẽ thuộc về người đó. Người thì cho rằng Đề Bà Đạt Đa bắn con chim, đương nhiên nó thuộc về cậu ta. Người khác lại cho rằng Tất Đạt Đa bắt được con thiên nga thì nó thuộc về thái tử. Các quan bàn luận với nhau mà chưa giải quyết dứt điểm. Cuối cùng, một ông lớn tuổi nhất nói: giá trị của sự sống quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vì thế tôi nghĩ rằng con thiên nga thuộc về ai đã cứu sống nó, không thuộc về người đã cướp mất đời sống của nó. Vậy con thiên nga này là của Tất Đạt Đa. Mọi người vỗ tay hoan hô ý kiến này. Thế là thái tử Tất Đạt Đa được mọi người biểu quyết thắng cuộc. Thái tử ngày càng trưởng thành, lòng nhân ái của cậu càng được mọi người thương yêu quý mến. Song cha của cậu thì lại lo rầu, ông nghĩ: Tất Đạt Đa quá nhân ái và nhiều cảm xúc. Ta muốn con trai của ta trở thành một vị vua vĩ đại, có sức mạnh và đầy quy lực. Nhưng thái tử lại thích trầm tư một mình ở trong giường hơn là học cách thức cai trị một vương quốc. Ta lo lắng cho con trai của ta chẳng bao lâu sẽ từ bỏ hoàng cung, sống đời ẩn sĩ như lời đạo sĩ A Tư Đà đã tiên đoán. Nếu thật sự như vậy thì thái tử sẽ không bao giờ trở thành vị vua vĩ đại. Vua rất lo lắng về việc thái tử sẽ ra đi. Vua đem nỗi lo của mình trình bày cho các quan nghe. Có một người đề nghị: tâu bệ hạ, thái tử hay ngồi lặng yên và mơ mộng về những thế giới khác, bởi vì cậu ta chưa tiếp xúc với hiện thực của cuộc đời này. Xin bệ hạ hãy kiếm cho thái tử một người vợ. Khi thái tử có vợ và có con rồi, sẽ không còn mơ mộng nữa và sẽ quan tâm đến việc học tập cách thức cai trị vương quốc. Vua cho rằng đây là một đề nghị rất tuyệt vời. Vua liền cho tổ chức một buổi nhạc hội lớn ở trong cung điện. Tất cả những thiếu nữ xinh đẹp từ các gia đình quý tộc được mời đến tham dự. Cuối buổi nhạc hội, thái tử được mời tặng quà cho từng cô gái. Trong lúc thái tử tặng quà, các quan theo dõi xem chàng thích cô nào. Những cô gái trẻ rất lúng túng khi xuất hiện trước thái tử. Thái tử trông đẹp trai và nổi bật hẳn giữa đống quà đắt tiền để trên bàn phía trước mặt. Từng cô gái rụt rè tiến đến chỗ thái tử, không dám nhìn lên. Các cô lặng lẽ nhận nhẫn, dòng xuyến, xong vội vã trở về chỗ cũ. Cuối cùng, có một cô gái trẻ tên là Yayudala, con gái của ông vua nước lân cận. Không như những cô gái khác, cô tiến đến chỗ thái tử một cách tự nhiên. Đây là lần đầu trong đêm, thái tử nhìn chăm chú vào cô gái này. Nàng rất xinh đẹp và thái tử dường như đã bị sắc đẹp của nàng thu hút. Họ đứng bất động, bốn mắt nhìn nhau say đắm. Lúc ấy, Yayudala dịu dàng lên tiếng. Dạ thưa thái tử, quà của em đâu? Thái tử như người trong mơ vừa tỉnh, cậu nhìn xuống bàn nhưng quà tặng đã hết. Thái tử vội nói. Đây. Hãy nhận món quà này. Thái tử tháo chiếc nhẫn trong tay ra. Đây là món quà anh tặng em. Yayudala lịch sự đón nhận chiếc nhẫn và từ từ đi về chỗ cũ. Các quan đã thấy rõ mọi việc và vui mừng đến báo cho vua biết. Họ sung sướng tường thuật. Tâu bệ hạ, tâu bệ hạ, chúng tôi đã tìm được một cô gái xứng đáng cho thái tử. Cô ta là công chúa Yayudala, con gái của vua Thiện Giác ở nước Lan Diện. Xin bệ hạ đi qua gặp ông này và xin cưới con gái của ông cho thái tử. Vua Tịnh Phạn đồng ý và chuẩn bị lễ vật đi qua gặp cha của Yayudala. Vị vua này tiếp đón vua Tịnh Phạn rất thân mật và nói: tôi biết con trai của ngài là một người rất tốt, song tôi không thể gả con gái của mình cho một người nào đó một cách đơn giản. Nhiều thái tử khác cũng xin cưới con gái tôi và họ cũng đều là những chàng trai tuyệt vời.
Họ rất điệu nghệ trong việc cưỡi ngựa, bắn cung và chơi các môn thể thao quý tộc khác. Thái tử sẽ phải thi tài với những người cầu hôn đó theo phong tục của chúng tôi. Sau đó, một cuộc thi tài được tổ chức và Gia Du Đà La xinh đẹp là phần thưởng quý giá nhất. Vua Tịnh Phạn rất lo âu, ông nghĩ. Con trai của ta không quan tâm đến các môn chơi của chiến sĩ. Liệu nó có thể chiến thắng cuộc thi tài này không? Thái tử hiểu được nỗi lo của cha nên thưa rằng: Xin vua cha đừng quá lo lắng, con sẽ làm hết khả năng của mình để chiến thắng, và Gia Du Đà La sẽ là vợ của con. Cuộc thi đầu tiên là bắn cung. Những chàng trai đặt những tấm bia của họ ở khoảng cách xa mà họ có thể bắn trúng chấm giữa của bia. Khi tới lượt Đề Bà Đạt Đa, em họ của Tất Đạt Đa, cậu ta không chỉ bắn trúng điểm giữa của bia mà còn xuyên qua cả tấm bia. Mọi người hoan hô nồng nhiệt, riêng Gia Du Đà La lại che giấu nỗi lo của mình. Cô nghĩ, ôi, làm sao Tất Đạt Đa yêu quý của ta có thể bắn được như thế? Thái tử rất tự tin ở khả năng của mình. Đến lượt chàng thi bắn, Tất Đạt Đa đặt tấm bia xa tít tầm mắt mọi người, rồi chàng lấy một mũi tên từ trong bao ra nạp vào cung. Tuy nhiên, do thái tử quá mạnh tay nên khi kéo, cây cung đã gãy đôi. Thái tử nói, làm ơn tìm cho tôi một cây cung khác, chắc chắn hơn cây cung này. Một ông quan nói, thưa thái tử, có một cây cung rất cổ ở trong cung, cây cung này của một chiến sĩ mạnh nhất thời bấy giờ. Kể từ khi ông ta chết đến nay chưa có ai đủ sức kéo nổi cây cung này, huống hồ là bắn nó được. Tôi sẽ bắn cây cung ấy. Thái tử tuyên bố trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau khi họ đem cây cung đến, thái tử cầm cây cung lên, thử uốn cong và kéo dây một cách dễ dàng. Một tiếng ngân dài làm chuyển động cả không gian như một tiếng chuông đồng. Sau đó, thái tử tra tên vào cung, kéo hết dây và nhắm mục đích. Phát tên bắn ra kêu to đến nỗi những người trong làng cách xa đó cũng nghe được. Mũi tên xé gió đi rất nhanh. Khi nó trúng tấm bia, ngay trung tâm điểm, chẳng những nó không dừng lại đó, mà còn xuyên qua tiếp tục và bay xa tít tầm mắt của mọi người. Đám đông hoan hô nồng nhiệt. Song bắn cung mới chỉ là cuộc thi tài đầu tiên trong ngày. Cuộc thi đấu kế tiếp là kiếm thuật. Mỗi người chọn một cây kiếm và biểu lộ sức mạnh của mình bằng cách hạ thân cây gần đó với một nhát gươm của mình. Người thứ nhất hạ một thân cây dài khoảng 15 cm, người thứ hai 22 cm, người thứ ba 30 cm. Đến lượt thái tử, chàng chọn một cây mà hai thân mọc sát nhau. Thái tử dung gươm chém một nhát thật nhanh, cắt ngang thân cây trong chớp mắt, nhưng nó vẫn đứng sừng sững đó. Không được. Lưỡi gươm của thái tử quá bén, đến nỗi vết cắt không làm cho thân cây đổ ngã. Khi mọi người nhìn thấy cây không đổ, cả đám đông, nhất là Gia Du Đà La, than thở. Ôi, thái tử đã thất bại rồi. Nhát gươm của chàng đã không cắt đứt được thân cây. Lúc ấy, chợt một cơn gió mạnh thổi đến, làm thân cây lay động và từ từ lật đổ. Lời than của đám đông chuyển qua vui mừng và họ lại reo lên. Thái tử chiến thắng rồi. Cuộc thi cuối cùng là môn cưỡi ngựa. Một con ngựa hoang hung dữ, chưa có người nào cưỡi được nó, đang được những người đàn ông khỏe mạnh dắt ra. Mỗi người cầu hôn gắng leo lên cưỡi nó. Nhưng con ngựa cứ nhảy chồm lên và đá hậu rất dữ. Không một ai có thể leo lên lưng nó được. Cuối cùng, một chàng trai cũng đã điều phục được nó, ngồi trên lưng nó để cho những người giữ ngựa dắt đi. Thế nhưng, chỉ một lát, nó đã nhảy bổ lên với sự giận dữ, hất người ngồi trên lưng nó rơi xuống đất. Nếu không được sự cứu giúp kịp thời của những người giữ ngựa lôi anh ta ra chỗ an toàn, thì có lẽ ngựa đã giẫm anh chết rồi. Khán giả bắt đầu la ó. Ngưng ngay đi, đừng để thái tử đến gần thân cây đó. Nó sẽ giết chết thái tử đó. Nhưng thái tử vẫn bình tĩnh, chàng nghĩ. Tính hiền diệu có năng lực hơn cả sức mạnh vũ phu. Thái tử từ từ tiến ra chỗ con ngựa. Chàng vuốt ve những chòm lông trên đầu nó, nói thì thầm vào lỗ tai nó, nhẹ nhàng vuốt lên đầu, lên mình nó. Thái tử đã làm dịu đi cơn giận dữ và sợ hãi của nó.
Một lát sau, con ngựa trở nên hiền lành. Nó bắt đầu liếm tay của Tất Đạt Đa. Thái tử vẫn thì thầm dịu ngọt với nó. Sau đó, chàng leo lên lưng nó một cách dễ dàng. Thái tử cưỡi ngựa diễu hành ngang qua mọi người trong những tiếng reo hò vui mừng của họ. Thái tử đã đón nhận phần thưởng quý giá, đó là công chúa Yayudhala xinh đẹp. Cuộc thi tài đã kết thúc, Thái tử Tất Đạt Đa đã chiến thắng. Cuộc thi tài đã chứng tỏ Thái tử Tất Đạt Đa không chỉ có sức mạnh phi thường mà còn có cả lòng từ bi vô hạn nữa. Những cung điện như ý. Chẳng bao lâu, Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Yayudhala tổ chức lễ cưới. Dù mong muốn con trai của mình sẽ không có ý lìa bỏ vương quốc, nên ông đã ra lệnh cho xây 3 cung điện tuyệt đẹp để cho đôi vợ chồng mới cưới ở. Vừa nói với những người thợ xây dựng: "Hãy làm chúng thật tuyệt đẹp. Ta muốn những ngôi nhà này thật nguy nga lộng lẫy đến mức khi người ta vào trong đó sẽ nghĩ rằng họ đang ở nơi thiên đường. Ta muốn xây một cung điện mùa hè làm bằng cẩm thạch mát rượi và bao quanh là những ao hồ, những suối nước mát. Cái thứ hai là cung điện mùa đông ấm áp và thoải mái. Cái thứ ba sẽ dùng cho mùa mưa. Vị trí của các cung điện này sẽ ở giữa một công viên lớn với cảnh đẹp nhìn từ mọi mặt. Một bức tường cao lớn dây bao quanh công viên để những thứ phiền toái ở bên ngoài không thể xâm nhập được. Mọi thứ đều tốt đẹp hoàn hảo để Thái tử Tất Đạt Đa không bị cảnh khổ cuộc đời xúi dục từ bỏ." Dù cố gắng làm hết sức mình để cho những ngôi nhà này thật đẹp, thật hấp dẫn nhằm thu hút Thái tử, dù mời những dàn nhạc tài nghệ trong nước đến biểu diễn suốt ngày đêm, tất cả người phục vụ đều là những cô gái trẻ đẹp, giỏi khiêu vũ. Đầu bếp phải nấu những món ăn ngon và thay đổi liên tục. Không ai được phép vào trong cung điện làm xáo trộn tâm trí yên tĩnh của Thái tử, gợi cho Thái tử ý niệm từ bỏ cung điện. Đã nhiều năm qua, Thái tử Tất Đạt Đa sống trong cảnh thiên đường này. Từ sáng tới tối, Thái tử được tiêu khiển bằng hàng ngàn thứ khác nhau. Chàng không bao giờ nhìn thấy những thứ không tốt đẹp, không hề nghe những âm thanh không được êm dịu, ngọt ngào. Nếu có một người nữ hầu bị bệnh, cô ta sẽ lập tức được đưa đi chỗ khác, cho đến khi nào lành bệnh mới được trở lại. Với biện pháp này, Thái tử sẽ không bao giờ thấy cảnh người bệnh hay bất cứ cái gì gây ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ của Thái tử. Vua còn ra lệnh tất cả mọi người không được nói những chuyện buồn rầu, chán nản với Thái tử. Ngay cả một cây hoa trong vườn bắt đầu héo rũ, người làm vườn phải nhổ bỏ đem đi nơi khác. Làm như vậy, Thái tử sẽ không bao giờ thấy những bông hoa héo tàn. Với những biện pháp này, dù muốn Thái tử không thấy, không biết gì về những nỗi khổ và những điều bất hạnh của cuộc sống hiện thực. Thời gian êm đềm trôi qua như một giấc mơ. Yayudhala đã sinh một bé trai là La Hầu La, và mọi việc dường như trôi qua một cách tốt đẹp. Vua rất hài lòng vì biện pháp của mình đã làm cho Thái tử quan tâm đến đời sống hoàng gia hơn là việc từ bỏ cung điện. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là Thái tử sung sướng nhất đời khi có được đứa con trai và sẽ thỏa mãn đời sống trong sự huy hoàng nhàn hạ ấy. Một ngày nào đó, khi nhân duyên đầy đủ, Thái tử cũng sẽ khám phá ra chân lý của cuộc đời. Một bài ca hay. Một buổi chiều sau khi dùng cơm xong, Thái tử Tất Đạt Đa nằm nghỉ trên giường, đầu tựa vào lòng của Yayudhala. Nhạc công đang chơi những điệu nhạc nhẹ nhàng, êm dịu. Những nàng hầu đang thì thầm và mỉm cười vui vẻ với nhau. Kể từ khi chuyển vào cung điện như ý này, chiều nào Thái tử cũng được thưởng thức những cuộc vui như vậy. Nhưng đêm nay, Thái tử cảm thấy bồn chồn, khó ngủ. Thái tử đề nghị với một nhạc công ưa mến nhất: "Hãy ru ta ngủ bằng một bài ca hay. Nhớ chọn một bài mà các bạn chưa từng hát trước đây." Người ca sĩ thanh lịch vâng lời và bắt đầu hát những lời ca nhẹ nhàng, êm ái, phát ra từ tâm hồn của mình và được nhạc công đệm phụ họa theo một cách hài hòa. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của thế giới, những vùng đất xa, nơi mà cô ta đã đi qua khi còn thơ ấu. Ca ngợi thành phố thịnh vượng, nơi mà dân chúng đang sống tràn đầy hạnh phúc, an vui.
bài ca đã làm say mê thái tử. Ca sĩ vừa hát dứt lời, thái tử liền hỏi: Hãy nói thật cho ta biết, có những nơi tuyệt đẹp bên ngoài bức tường của khu vườn này không? Người ta đã sống như thế nào trong thành phố ấy? Và những thứ mà thế giới bên ngoài đó có đáng yêu hơn những thứ ta đã thấy trong cung điện lộng lẫy này không? Hãy nói cho ta biết, hãy nói cho ta biết sự thật về tất cả những thứ ấy đi. Cô gái trả lời: Thưa thái tử, chắc chắn cung điện mà thái tử đang sống là tuyệt vời nhất rồi. Thế nhưng cũng còn có nhiều thứ khác đẹp hơn ở thế giới bao la bên ngoài cung điện này. Những thành phố và tỉnh lỵ với những dãy phố xinh đẹp, những núi đồi và thung lũng hùng vĩ nên thơ, có những vùng đất xa xôi, nơi ấy người ta nói các thứ ngôn ngữ khác nhau. Có nhiều thứ mà tiện thiếp đã thấy, và cũng còn rất nhiều thứ mà tiện thiếp chỉ mới nghe đến. Cung điện và khu vườn của thái tử thật ra rất xinh đẹp, song vẫn còn có rất nhiều thứ đáng được thưởng ngoạn ở bên ngoài của bức tường thành này. Nghe xong, thái tử rất mong muốn được ngắm nhìn tận mắt những cảnh quan đẹp và lạ ấy. Đã nhiều năm qua, thái tử chỉ sống trong những bức tường của khu vườn và cung điện như ý, hoàn toàn không để ý đến thế giới bên ngoài. Bây giờ, thái tử ao ước được du ngoạn bên ngoài cung điện, và chàng đã gửi lời thỉnh cầu đến vua cha cho phép chàng được dạo quanh thành phố. Vua đã đồng ý lời thỉnh cầu của con trai. Ông nghĩ: Bây giờ con trai ta mong muốn được nhìn thấy vương quốc của ta, đây là thời điểm thích hợp. Bởi lẽ nó đã thỏa mãn trong cung điện như ý rồi, bây giờ để cho nó được nhìn thấy thực tế vương quốc mà nó sẽ cai trị sau này. Vua không muốn con trai của mình trông thấy những thứ phiền lòng khi đi du ngoạn, bởi vì những thứ ấy có thể khiến cho thái tử khởi lên ý nghĩ sẽ từ bỏ vương quốc đi theo đời sống ẩn sĩ. Cho nên trước ngày thái tử đi thăm thành phố, vua đã chỉ thị cho các quan quân đi thông báo cho dân chúng biết rằng: Loa, ngày mai thái tử đặt ra cho đi thông thành phố ca tỳ la vệ. Mỗi người hãy trang hoàng nhà cửa và đường phố cho sạch đẹp. Những người già yếu bệnh tật phải ở trong nhà suốt ngày mai. Mọi thứ trong thành phố phải tươi tốt sạch đẹp. Loa, ngày mai thái tử đặt ra cho đi thăm thành phố ca tỳ la vệ. Mọi người hãy trang hoàng nhà cửa và đường phố cho sạch đẹp. Những người già yếu bệnh tật phải ở trong nhà suốt ngày mai. Mọi thứ trong thành phố phải tươi tốt sạch đẹp. Loa. Sau đó, quân đội đã đưa tất cả những người ăn xin trên đường phố đến nơi mà thái tử không đi ngang qua. Sáng hôm sau, Sa Nặc, người chăn ngựa, đã chuẩn bị con ngựa kiền trắc yêu quý của thái tử và đưa thái tử ra khỏi hoàng cung. Trong suốt thời thơ ấu, đây là lần đầu tiên thái tử được ngắm nhìn quang cảnh thành Ca Tỳ La Vệ. Và đây cũng là lần đầu người dân của thành phố được nhìn thấy thái tử của họ. Mọi người rất sung sướng, đứng xếp thành hàng trên những con đường mới trang hoàng để được ngắm nhìn chàng trai trẻ đẹp đi ngang qua. Họ nói với nhau: Ôi, thái tử, đẹp quá, thái tử dễ thương làm sao? Người thì nói: Wow, cặp mắt của thái tử đẹp thiệt. Cặp mắt của thái tử đẹp thiệt. Chúng ta thật là diễm phúc được thái tử sẽ là vua của chúng ta trong tương lai. Thấy không, thái tử tướng hảo quang minh quá trời luôn. Ôi, thái tử cái gì cũng đẹp, cặp mắt cũng đẹp, người cũng đẹp nữa. Ơi, thái tử sẽ là vua của chúng ta trong tương lai đó. Thái tử cũng rất sung sướng khi nhìn thấy mọi thứ. Thành phố trang hoàng lộng lẫy và sạch đẹp. Nơi nào cũng thấy người ta vui cười, hoan hô và ca múa. Trên đường nơi thái tử đi qua, dân chúng vui mừng rải hoa đầy lên người thái tử yêu quý của họ. Thái tử sung sướng nhớ lại: Bài ca thật là đúng, đây quả là một thành phố phồn vinh xinh đẹp và tốt lành. Thế nhưng khi thái tử và người chăn ngựa đang đi qua đám đông, họ bỗng phát hiện một người già khom lưng, vẻ mặt buồn rầu trong đám người vui vẻ. Lạ kỳ, bởi vì thái tử chưa thấy những người già như vậy, nên thái tử quay qua hỏi: Sa Nặc, người đó là ai vậy? Tại sao ông ta lại cúi gặp người và không ca múa như mọi người? Tại sao gương mặt của ông ta không tươi sáng như những người khác, mà lại tái nhợt và nhăn nheo? Tại sao ông ta lại khác người như vậy?
Sa Nặc chỉ người đàn ông đang lẩn khuất ở trong đám đông và trả lời với thái tử rằng: "Thưa thái tử, đó chỉ là một ông già." "Ông già?" Thái tử hỏi lại. "Người này luôn luôn già như vậy từ trước đến nay, hay nó chỉ mới xảy ra gần đây?" Sa Nặc trả lời. "Dạ không, thưa thái tử. Nhiều năm trước, ông già này cũng là một thanh niên khỏe mạnh như những người khác mà ngài đã nhìn thấy tại đây hôm nay. Nhưng dần dần sức khỏe của ông ta giảm sút, thân thể khom dần, màu sắc của gương mặt héo tàn, răng thì rụng. Bây giờ thân thể ông ta tàn tạ vậy đó." Vừa ngạc nhiên, vừa buồn bã, thái tử hỏi lại. "Người đàn ông đáng thương ấy chỉ có một mình ông ta đau khổ vì tuổi già sức yếu, hay là những người khác cũng phải bị như vậy?" "Thưa thái tử, tất cả mọi người đều phải trải qua tuổi già. Thái tử, con nè, vợ và con thái tử cùng mọi người trong cung điện, chúng ta đang trở nên già từng giây từng phút. Một ngày nào đó chúng ta cũng già giống ông già này nè." Những lời này làm cho thái tử buồn rầu, trầm ngâm giây lâu. Thái tử giống như người bị khủng hoảng bởi một tiếng sét đột ngột. Một hồi lâu, thái tử lấy lại bình tĩnh và nói. "Này Sa Nặc, những gì ta thấy hôm nay ta không muốn thấy nữa. Trong giữa những người trẻ tuổi vui sướng này, cảnh tượng của người già đã làm ta chán ngán. Hãy quay trở lại cung điện. Tất cả những thú vui của cuộc đi dạo này đã trôi qua. Hãy trở về ngay đi, ta không muốn thấy nữa." Sa Nặc vâng lệnh. Khi họ về tới nhà, thái tử đi một mạch vào cung điện không nói với ai lời nào, vội vã lên lầu và vào phòng riêng ngồi lặng yên một mình. Mọi người nhận ra sự lạ kỳ này và đã cố gắng làm cho thái tử vui vẻ, nhưng không có kết quả. Tới giờ ăn, thái tử không thiết ăn một món gì, dù cho người đầu bếp đã sửa soạn một bữa ăn thật ngon. Thái tử không quan tâm đến âm nhạc hay khiêu vũ, chỉ ngồi trầm ngâm một mình. "Tuổi già, tuổi già, tuổi già." Cuộc đi dạo lần thứ hai. Vua Tịnh Phạn nghe được tâm trạng không hài lòng của con trai mình và cho rằng có điều gì chưa vừa ý. Vua nghĩ, "Ta sẽ sắp xếp một cuộc đi dạo khác cho thái tử, nhưng lần này cảnh quan của thành phố phải tươi đẹp hơn." Vì thế, Sa Nặc chuẩn bị con ngựa kiền cắt một lần nữa và họ đã rời khỏi cung điện đi vào thành phố Ca Tỳ La Vệ. Trên những con đường được trang hoàng xinh đẹp hơn trước, và người ta rất sung sướng đón chào thái tử. Nhưng lần này, thái tử và người giữ ngựa lại nhìn thấy một người bệnh xuất hiện ở trong đám đông đang vui cười ấy. Thái tử chợt thốt lên. "Sa Nặc, nhìn kìa! Người đàn ông kia làm sao mà ho dữ dội, run cả thân thể và rên rỉ thảm thương như vậy? Thưa thái tử, đó là người bệnh. Tại sao ông ta bị bệnh?" "Người ta bị bệnh có rất nhiều lý do, thưa thái tử. Có lẽ ông ta ăn nhầm thức ăn xấu, hoặc là để cho thân thể nhiễm lạnh nên bị mất quân bình và ông ta bị cảm sốt đó." "Tất cả những người vui vẻ trong đám đông đó cũng có thể bị bệnh như người này không?" "Thưa thái tử, có. Bất cứ người nào dù khỏe đến đâu cũng có ngày bị bệnh. Bệnh tật không chừa một ai hết." Cuộc đi du ngoạn lần thứ hai này, thái tử bị cú sốc nặng hơn. Thái tử nói, "Ta không sao hiểu nổi. Làm thế nào mà người ta lại vô tư và vui sướng khi bệnh tật đang từng phút từng giây đe dọa họ? Thôi hãy quay trở về đi Sa Nặc. Ta đã nhìn thấy sự thật về cuộc đời qua cuộc đi dạo ngày hôm nay rồi." Khi thái tử trở về cung điện, thái tử cảm thấy buồn hơn cuộc đi dạo lần trước. Không ai làm cho thái tử vui cười được, và thái tử cũng không muốn nói chuyện với ai. Khi vua cha biết được con trai mình không được vui sau chuyến đi thứ hai này, ông rất lo âu và bối rối. "Ta đã làm hết sức mình để cho con trai ta vui vẻ, song cuối cùng trái tim của nó lại tràn đầy buồn rầu. Ta phải hỏi các quan xem có cách nào làm cho con trai của ta tươi vui hơn không." Các quan đề nghị với vua rằng, lần sau thái tử muốn đi dạo thì không nên để thái tử đi một mình. Tốt hơn nên cho các ca sĩ, vũ công và những người quý phái trong cung cùng đi với thái tử. Họ sẽ có kế hoạch đưa thái tử đi thăm một khu vườn đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn. Nơi đây, thái tử sẽ được giải trí bởi tất cả các thứ vui chơi.
Khi Thái tử Tất Đạt Đa xin đi dạo thành phố một lần nữa, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và hết sức thoải mái. Thành phố được trang hoàng đẹp hơn lần trước, tất cả những cảnh quan xấu được chuyển đi hết và khu vườn đặc biệt được chuẩn bị với tất cả thú vui trong ấy. Cú sốc cuối cùng. Tất Đạt Đa và Sa Nặc lại rời khỏi cung điện bằng ngựa. Cùng đi có các quan hộ tống, những nhạc công và người hầu, giống như một buổi lễ diễu hành. Cũng như những lần trước, dân chúng đứng thành hàng trên đường phố và họ say mê ngắm nhìn đoàn diễu hành của hoàng gia. Song lần đi dạo thứ ba này, Thái tử và Sa Nặc lại nhìn thấy một cảnh tượng đau buồn. Đó là một tốp người u sầu đang khiêng một chiếc quan tài người chết xuất hiện từ trong căn nhà và đang chậm chạp đi ra đường. Thái tử ngạc nhiên hỏi, Sa Nặc, tại sao người đàn ông kia lại nằm im trong chiếc hộp? Ông ta ngủ hay sao? Tại sao những người đi theo lại khóc? Và họ khiêng ông ta đi đâu? Thưa ngài, đó là người chết. Họ đang đưa ông ta đến bờ sông, nơi đó sẽ thiêu thân xác ông ta. Chết à? Chết nghĩa là gì? Và nếu họ thiêu đốt thể xác của ông ta có bị đau đớn không? Sa Nặc, hãy giải thích cho ta rõ vấn đề này. Sa Nặc đành phải giải thích cho Thái tử biết về những sự thật mà cha của ngài đã giấu kín từ nhiều năm qua. Thưa Thái tử, cuộc đời của người đàn ông đó cũng như Thái tử và tôi bây giờ. Ông ta sinh ra lớn lên rồi trở thành một người đàn ông. Ông ta đã trải qua những sự vui buồn thăng trầm của cuộc sống. Nào là xây dựng gia đình, làm việc để nuôi sống bản thân và vợ con. Trải qua vài chục năm, thân thể ông ta trở nên già yếu, bệnh tật và nằm liệt trên giường. Lúc ấy ông ta không còn nhận thức được gì nữa, ngay cả đến những người bạn thân thiết nhất. Rồi ông ta ngày một yếu dần và cuối cùng hơi thở lìa khỏi xác. Mạng sống đến đây là chấm dứt và ông ta đã chết. Chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo không hồn, không còn cảm giác gì nữa cả. Một thân xác mà suốt đời ông ta chăm sóc nó nay trở thành vô nghĩa. Chỉ còn lại một nắm tro tàn sau khi thiêu xong. Ai cũng phải trải qua sự chết như vậy phải không Sa Nặc? Dạ không thưa Thái tử. Thật ra có một số người không có cơ hội sống đến già đâu. Một số người rất ít khi bị bệnh. Song tất cả mọi người đều phải chết một ngày nào đó, không có ngoại lệ khác hơn. Những lời trình bày của Sa Nặc gây ấn tượng sâu đậm trong tâm Thái tử. Chàng nói, có nghĩa là một ngày nào đó, vợ ta, con ta, những bạn bè của ta và cả bản thân ta cũng sẽ phải chết. Và tất cả những người hiện diện nơi đây với áo quần đẹp đẽ và rất hãnh diện như thế này cũng sẽ chết ư? Ôi, thật là mù quáng thay. Cả thế giới vẫn cứ mãi mê ca múa quay cuồng theo dục vọng trong khi cái chết đang đến gần họ. Tại sao họ lại cứ xe xu lo chuyện trưng diện áo quần cho tốt mà không biết một ngày nào đó họ chỉ còn phủ lên mình một tấm vải trắng thô sơ? Phải chăng họ chỉ nhớ những thứ thiện cận mà quên đi sự chết? Hay trái tim của họ quá chai đá đến nỗi ý nghĩ về sự chết không làm họ lo sợ? Sa Nặc, quay xe lại, ta muốn trở về cung điện. Sa Nặc đánh xe ngựa trở về khu vườn xinh đẹp. Nơi đó, những ca sĩ và vũ công đẹp nhất cung điện đang chờ đợi cùng với các nhạc công, các quan và một bàn tiệc thịnh soạn được chuẩn bị bởi các đầu bếp của hoàng gia. Họ đón chào Thái tử một cách nồng nhiệt khi Thái tử từ trên xe ngựa bước xuống. Thế nhưng, Thái tử không thiết gì cả. Tư tưởng của chàng hoàn toàn bị thu hút bởi những gì đã xảy ra mà chàng chứng kiến khi nãy. Thú vui tan dần. Mọi người cố gắng hết sức để làm vui lòng Thái tử. Những vũ công xinh đẹp vui đùa với Thái tử, hy vọng làm cho gương mặt đẹp trai, buồn rầu của chàng vui tươi trở lại. Nhưng Thái tử không hề quan tâm đến họ. Trong tâm trí của chàng, lúc này là hình ảnh già, bệnh, chết đang chiếm ngự. Một trong những vị quan thấy Thái tử không vui, bèn đến động viên chàng. Với lối nói vui đùa của một người bạn, ông nói, thật không phải tí nào khi Thái tử lại lơ là với những vũ công đáng yêu này và từ chối cuộc vui với họ. Bạn ơi, bạn còn trẻ đẹp và khỏe mạnh, cứ vui hưởng sự sống đi, có việc gì đâu. Bộ những cô gái này không đáng yêu đối với bạn sao?
Với giọng nói cương nghị, thái tử trả lời: Ngài đã hiểu lầm tôi rồi. Chẳng phải tôi không thích những người và những thứ đáng yêu mà tôi thấy nơi đây. Nhưng khi nghĩ đến sắc đẹp của họ sẽ phai tàn, mọi vật sẽ thay đổi nhanh chóng, khiến tôi không thể tìm thấy niềm vui chân thật trong những thứ ấy một tí nào cả. Nếu không có già, bệnh và chết, khi ấy tôi mới có thể tìm thấy nguồn vui lớn đối với mọi vật. Thế nhưng, những thứ bất hạnh ấy đang chờ đợi chúng ta trong tương lai. Làm sao tôi có thể hài lòng với những thứ vui chóng tàn như vậy? Ngài ắt hẳn phải có một trái tim nồng nhiệt hơn tôi nên mới hài lòng một cách dễ dàng như vậy. Nhưng đối với tôi, mọi thứ mà tôi thấy đang bốc cháy bởi khổ đau. Chừng nào tôi chưa tìm ra con đường thoát khỏi những nỗi khổ ấy, thì những thú vui của thế gian này không lôi cuốn được tôi. Vì không thể nào làm cho tâm trạng của thái tử vui tươi được, mọi người chán nản trở về hoàng cung. Khi các quan tâu lên đức vua về tình trạng thái tử không được vui vì bị những cảnh bên ngoài tác động, nhà vua quá rầu buồn đến nỗi không thể ngủ được. Ngài nghĩ: Ôi con trai yêu quý của ta, là thế nào ta có thể giữ được con ở lại vương quốc này? Ta phải làm gì để con hài lòng mà ở lại đây? Những ý nghĩ lo sợ đứa con trai yêu quý của mình sẽ từ bỏ hoàng cung khiến nhà vua tuyệt vọng trằn trọc cả đêm. Thái tử Tất Đạt Đa ngày càng chìm sâu vào những suy tư về cuộc đời. Chàng dường như không còn quan tâm đến một thứ gì. Chàng cũng không thiết đến ăn uống. Sức khỏe bắt đầu kém đi và nước da trở nên xanh xao. Vua và mọi người rất lo ngại về những thay đổi không tốt này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của thái tử. Một hôm, thái tử đến gặp vua và thưa: Thưa cha, gần đây tâm con không được an. Xin phép cha cho con được đi dạo một lần nữa. Hy vọng sự thay đổi cảnh quan lần này sẽ làm con an vui hơn. Vua đồng ý ngay lời thỉnh cầu của con trai mình. Lần này, ông sẽ làm mọi thứ để thái tử được hài lòng và vui tươi trở lại. Vua ngầm sai các quan theo sát và để ý thái tử. Thái tử cùng với Sa Nặc và các quan đồng ra cửa thành phía bắc du ngoạn. Trong lúc dạo cảnh, các quan đã cố gắng kể những câu chuyện vui để cho thái tử quên hết những ưu tư, nhưng thái tử cũng chẳng quan tâm gì đến những lời tán gẫu của họ. Một lúc sau, thái tử nhìn thấy một người râu tóc cạo sạch, choàng trên mình chiếc áo giá nhiều mảnh, tay ôm bình bát, mắt nhìn thẳng mà đi, hình dạng rất đoan chính, oai nghi, đỉnh đạt, khả kính. Thái tử liền hỏi Sa Nặc: Người đó là ai mà tướng mạo và mặc áo khác người như vậy? Sa Nặc đáp: Thưa thái tử, vị này là người xuất gia tu hành, đã thoát ly đời sống thế tục. Nghe Sa Nặc nói, thái tử lấy làm lạ, xuống xe đến chào vị tu sĩ và hỏi: Thưa ngài, vì sao ngài lại xuất gia tu hành? Thưa thái tử, tôi đã giác ngộ được sự vô thường giả tạm của cuộc sống. Mạng người rất mong manh, sớm còn tối mất. Một hơi thở ra không trở lại, đã ra người thiên cổ. Tôi không muốn để cho những thứ tiền tài, sắc đẹp, danh thơm, ăn ngon ngủ kỹ làm cho mình phải đau khổ, sa đọa vào vòng tội lỗi. Tôi muốn thoát ra khỏi những ràng buộc của tình ái trầm luân, của những dục vọng thấp hèn, của đời sống gia đình ràng buộc, để được tự do như cánh chim bay liền trên bầu trời bao la vô tận. Vì muốn thoát khỏi nỗi khổ già bệnh chết trong vòng luân hồi sinh tử miên diễn, vì muốn hy sinh thân mình để tìm chân lý cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh đau khổ, nên tôi phát nguyện xuất gia tìm đạo. Mục đích duy nhất của tôi hiện nay là tìm cho ra hạnh phúc hoàn hảo nhất và cao thượng nhất. Cho nên xuất gia phải là bậc đại nhân, đại trí, đại hùng, đại lực, đại từ bi mới có thể thực hiện được. Thái tử nghe xong rất vui mừng vì đã gặp được người mở con đường sáng cho mình đi. Những lời lẽ của vị sa môn nói rất đúng. Thái tử nghĩ: Cuối cùng ta cũng đã tìm ra ý nghĩa thật của cuộc đời. Ta cũng sẽ từ bỏ gia đình, bắt đầu cuộc hành trình tìm hạnh phúc chân thật để chấm dứt tất cả khổ đau cho mình và cho người. Với ý chí kiên cường và trái tim tràn đầy tình thương, thái tử bảo Sa Nặc quay xe trở về hoàng cung. Nỗi lo của vua Tịnh Vạn. Về tới cung điện, thái tử liền đi ngay vào phòng của vua.
chàng nắm chặt hai bàn tay lại, theo phong tục tập quán khi thỉnh cầu một việc quan trọng, và thưa: Thưa cha, con muốn trở nên người lang thang vô gia cư để tìm ra con đường chấm dứt khổ đau. Xin cha cho phép con được rời khỏi cung điện này. Từ khi thái tử còn là đứa trẻ, vua đã lo sợ một ngày nào đó mình sẽ phải nghe những lời thỉnh cầu đáng ghét này. Song những lo sợ ghê gớm ấy đã thành sự thật. Vua nghẹn ngào rơi lệ trả lời: Hả? Con trai yêu quý của cha, con hãy quên tư tưởng này đi. Con hãy còn quá trẻ mà, con không đủ sức để sống đơn độc như những đạo sĩ. Đợi đến khi tuổi già rồi hãy đi cũng không muộn con. Lúc này con phải ở lại Ca Tỳ La Vệ để cai trị vương quốc thay cha. Dạ thưa cha, con sẽ ở lại nếu cha hứa với con bốn điều sau đây. Làm sao cho con trẻ mãi không già? Làm sao cho con khỏe mãi không bệnh? Làm sao cho con sống mãi không chết? Và làm sao cho con hết khổ đau? Nếu như cha không hứa giúp được con những điều này thì con phải ra đi tìm câu giải đáp. Vua bị lúng túng bởi những câu hỏi quái lạ này, và ngài bắt đầu gay gắt với thái tử: Con hãy bỏ ngay những ý nghĩ ngu xuẩn này đi, tất đặt ta. Nhưng thái tử vẫn kiên quyết: Thưa cha, nếu cha không thể cứu con thoát khỏi những nỗi lo già bệnh chết và khổ đau, thì xin cha cho con đi để con tìm con đường tự cứu lấy mình, không nên giữ con như một tù nhân ở đây. Vua không thèm nghe nữa. Quân đâu? Không để cho thái tử rời khỏi nơi đây, hãy canh gác cung điện cẩn thận. Vua ra lệnh cho các quan xong, buồn rầu bỏ ra khỏi phòng. Dực Thành tìm chân lý. Tất Đạt Đa rời khỏi phòng vua cha và trở về cung điện của mình. Chàng đi ngang qua những căn phòng trang hoàng lộng lẫy, những hành lang tráng lệ, những dòng suối lấp lánh, rồi về đến phòng của mình. Chàng đi giữa những nhạc công tài ba và những nàng hầu xinh đẹp đang biểu diễn. Nhưng những thú vui này không còn thu hút thái tử. Lúc này, chàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu là rời khỏi cung điện, đi tìm chân lý. Đêm đó, sau bữa ăn tối, các nhạc công, vũ nữ và lính canh đều mệt mỏi say ngủ. Ngay cả Yayudala cùng người con trai La Hầu La cũng say sưa trong giấc nồng. Thái tử nhìn vợ con và nghĩ: Ta muốn ôm đứa con trai vào lòng một lần cuối trước khi rời khỏi cung điện. Nhưng nghe rằng sẽ đánh thức Yayudala và sẽ rất khó cho việc ra đi của ta. Thôi, ta phải rời khỏi nơi đây gấp và thật im lặng trước khi mọi người thức giấc. Thái tử bước nhẹ nhàng cẩn thận qua những người đang nằm ngủ. Khi đến cửa sổ và trèo ra bên ngoài, chàng đi tới chỗ Sa Nặc, người dưỡng ngựa đang nằm ngủ, và khẽ đánh thức anh ta dậy. Hãy sửa soạn ngựa cho ta nhanh đi Sa Nặc, ta muốn đi ngay đêm nay. Sa Nặc rất ngạc nhiên, không biết thái tử đi đâu vào lúc giữa đêm như thế này, nhưng không dám hỏi. Sa Nặc liền sửa soạn con ngựa kiền trắc và dắt nó đến chỗ thái tử. Tất Đạt Đa vuốt ve con ngựa và thì thầm với nó: Kiền trắc, người bạn thân yêu của ta, chúng ta phải rất yên lặng. Ta không muốn đánh thức những người canh gác. Đêm nay sẽ là một đêm rất đặc biệt. Thái tử và Sa Nặc rời khỏi cung điện. Họ lặng yên phóng ngựa đi trong đêm tối. Đến ranh giới của thành phố, thái tử nhìn lại và phát nguyện: Nếu ta không chinh phục được tất cả khổ đau, ta sẽ không trở lại thành phố Ca Tỳ La Vệ xinh đẹp này. Họ cưỡi ngựa suốt đêm. Khi mặt trời vừa mọc, họ đã tới cánh rừng yên tĩnh, nơi có rất nhiều đạo sĩ ẩn tu. Thái tử rất sung sướng và nghĩ: Bây giờ cuộc tìm đạo của ta bắt đầu. Rồi chàng quay qua Sa Nặc nói: Sa Nặc, ta rất cảm ơn sự giúp đỡ của con. Ta đã tới nơi mà ta mong muốn. Bây giờ là lúc con và Kiền Trắc trở về cung điện được rồi. Sa Nặc không thể tin là thái tử sẽ không trở về cung điện với mình. Anh ta đứng lưỡng lự nơi đó, nước mắt bắt đầu chảy ra hai khóe mắt. Thái tử hiểu được nỗi buồn của Sa Nặc và an ủi anh ta: Sa Nặc yêu quý của ta, đừng khóc nữa. Trước sau gì chúng ta cũng phải chia tay nhau. Hãy cầm những báu vật ta đang đeo, ta không cần đến chúng nữa.
hãy trở lại hoàng cung và nói với cha ta rằng ta ra đi không phải vì buồn giận, cũng không phải là ta không yêu thương gia đình. Thực ra, vì ta thương yêu họ rất nhiều nên ta mới phải từ bỏ họ để ra đi như vậy. Nếu ta khám phá ra được con đường chấm dứt tất cả khổ đau, ta sẽ trở lại giúp họ. Nếu ta thất bại, thì chẳng khác gì ta từ biệt luôn. Sớm hay muộn gì cái chết cũng sẽ đến với chúng ta bằng mọi cách. Hãy để ta bắt đầu cuộc hành trình tìm chân lý. Sau đó, chàng rút gươm ra và cắt mớ tóc dài của mình, một biểu hiện của hoàng gia, trao cho Sa Nặc cùng với các đồ trang sức quý báu, bảo đem về cho Gia Du Đà La. Sa Nặc thấy không còn cách nào chuyển đổi được ý chí của thái tử, anh thắng ngựa chậm chậm từ giả thái tử. Nhiều lần anh và con ngựa ngoái nhìn lại phía sau, bùi ngùi rơi lệ chia tay. Cuối cùng thì họ cũng đã về tới Ca Tỳ La Vệ. Sa Nặc đã buồn rầu kể lại với mọi người là thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cuộc sống hoàng gia mãi mãi. Cuộc tìm đạo bắt đầu. Khi Tất Đạt Đa đứng một mình trong cánh rừng bắt đầu cuộc tìm đạo vĩ đại, chàng nghĩ: kể từ hôm nay ta không còn là thái tử nữa, vì vậy ta không thể trang phục như người thế tục. Sau đó chàng gặp một người thợ săn nghèo và nói với ông ta rằng: thưa ông, tôi không cần những đồ tơ lụa quý giá này. Nếu tôi sống trong rừng, tôi sẽ mặc những thứ dễ thô giống như ông. Vậy chúng ta hãy trao đổi lẫn nhau. Người thợ săn rất ngạc nhiên và rất sung sướng được trao đổi những y phục đắt tiền như thế, và nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của Tất Đạt Đa. Bây giờ chàng đã hoàn toàn ăn mặc như người đạo sĩ bần hàn thật sự. Tất Đạt Đa bắt đầu tìm thầy chỉ dạy cho chàng con đường chấm dứt mọi khổ đau. Chàng đi vào rừng sâu và thưa hỏi tất cả các đạo sĩ mà chàng gặp. Nơi chàng đi qua đều được mọi người tiếp đón kính trọng. Cho dù bây giờ chàng mặc đồ rách rưới và chỉ ăn chút ít thức ăn xin được, nhưng tướng mạo của chàng trông vẫn rất đẹp trai và nổi bật. Khi những người ở trong rừng thấy chàng đến, họ đều nói với nhau: trông ông ta rất đặc biệt, trên gương mặt ông biểu hiện nghị lực kiên cường. Nếu ông ta đi tìm chân lý, chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện. Tất Đạt Đa tìm học với một vài vị thầy, nhưng chàng không hài lòng với những gì họ chỉ dạy. Sau cùng, chàng nghe có một vài đạo sĩ rất thông thái hiện đang sống ở vương quốc Ma Kiệt Đà, nơi mà vua Tần Bà Sa La cai trị. Vì thế, chàng quyết định đi đến đó để tìm họ, 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 đó để... Bồ Tát nói, thuận theo tự nhiên là một loại phúc, hay đó là cảnh giới cao nhất của trí tuệ. Có một kẻ lang thang đi vào chùa, thấy Bồ Tát ngồi trên đài sen nhận cúng bái của mọi người. Anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang nói, tôi có thể đổi chỗ ngồi với người một lát không? Bồ Tát trả lời, chỉ cần anh không mở miệng. Kẻ lang thang ngồi lên đài sen, trước mắt của anh là cả một ngày hỗn loạn ầm ĩ. Người đến phần lớn là cầu điều này điều kia, anh vẫn cố gắng chịu đựng trước sau không mở miệng. Một ngày, một phú ông đến. Phú ông nói, cầu Bồ Tát ban cho con một đức tính tốt. Nói xong, ông dập đầu đứng dậy, ví tiền lại bị rơi xuống mặt đất. Kẻ lang thang vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng kịp nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Sau khi phú ông đi ra, thì có một người nghèo bước vào. Người nghèo nói, cầu Bồ Tát ban cho con ít tiền. Người nhà con lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền ạ. Cầu xong, ông dập đầu đứng dậy, nhìn thấy một túi tiền rơi trên mặt đất. Người nghèo thốt lên, Bồ Tát quả thật hiển linh rồi. Ông cầm túi tiền ra đi. Kẻ lang thang muốn mở miệng nói, không phải hiển linh, đó là đồ của người ta đánh rơi. Nhưng anh lại nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Lúc này, một người ngư dân đi vào, ngư dân cầu xin. Cầu Bồ Tát ban cho con bình an, ra biển không gặp sóng gió.
đoạn dập đầu đứng dậy. Ông vừa muốn đi, lại bị Phú Ông túm chặt. Vì túi tiền, hai người đánh nhau túi bụi. Phú Ông cho rằng, người ngư dân đã lấy túi tiền, mà ngư dân thì cảm thấy bị oan uổng không có cách nào chịu đựng nổi. Kẻ lang thang không thể nhịn được nữa, anh ta liền hô to, dừng tay, rồi đem chân tướng nói ra cho họ, tranh chấp nhờ đó mà đã yên. Lúc này, Bồ Tát mới nói, người cảm thấy làm vậy là đúng chăng? Người hãy tiếp tục đi làm kẻ lang thang đi. Người mở miệng, tự cho mình rất công bằng, nhưng người nghèo vì vậy mà không có tiền cứu chữa cho người thân. Người giàu không có cơ hội tu đức hạnh, người ngư dân ra biển gặp sóng gió chôn thân dưới đáy biển. Nếu người không mở miệng, mạng sống người nhà kẻ nghèo kia được cứu, người giàu tốn chút tiền nhưng giúp người khác mà tích được đức. Ngư dân cũng vì dây dưa không cách nào lên thuyền tránh được mưa gió, có thể còn sống sót. Kẻ lang thang im lặng ra khỏi chùa. Rất nhiều sự tình, nó thế nào chính là như thế đó. Để nó tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn. Khi đối mặt với sự việc, ai có thể biết rõ kết quả gì sẽ xảy ra chứ? Yên lặng và theo dõi diễn biến chính là một loại năng lực. Thuận theo tự nhiên là một loại hạnh phúc. Con người một khi so đo tính toán quá nhiều sẽ tạo thành một loại ràng buộc, bị mê lạc quá lâu sẽ tạo thành gánh nặng. Đường đời mưa gió gập ghềnh, nhưng nếu không trải qua mưa gió, sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Thành công cũng tốt, thất bại rồi cũng qua đi, mọi sự đều đến rất tự nhiên. Đời người có hàng trăm hình dạng, tâm thái khác nhau, nhưng thuận theo tự nhiên là tâm thái thích hợp nhất. Kỳ thực, vạn sự không cần quá để ý, khi nắm trong tay thì nên quý trọng, một khi mất đi cũng đừng quá tiếc nuối. Quá quan tâm hay để ý quá nhiều sẽ khiến niềm vui trong cuộc đời giảm đi một nửa. Xem nhạt một chút sẽ thấy cuộc sống phong phú và nhiều màu sắc hơn. Có duyên không có phận hay có phận không có duyên đều là sự thiếu sót, sự không tròn đầy trong sinh mệnh. Đừng để nó trở thành vật cản, làm hoang mang và làm cho con đường đời của bạn trở nên mịt mờ. Có thất bại sẽ có thành công, có hoàn mỹ sẽ có tiếc nuối. Thà rằng hãy để hết thảy thuận theo tự nhiên, bảo trì tâm thái thuận theo tự nhiên để đối mặt với cuộc sống, đối mặt với mọi sự vật con người gặp được trên đường đời. Đời người giống như nước chảy mây trôi. Những thứ đã qua giống như nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Điều chúng ta có chính là hiện tại, nên làm một người quên đi cực khổ từ trong sự khuyết thiếu và vỡ nát mà học được cảm tạ. Trong cuốn sách Đường đời trống rỗng, nếu như chúng ta có thể lặng lẽ viết thêm vào đó chính bản thân mình, nhuộm thêm những sắc màu khác nhau, vẽ lên những tia pháo hoa rực rỡ, đến một ngày nào đó, linh hồn và cuộc đời chúng ta sẽ tròn đầy viên mãn. Trong cuộc sống, kỳ thực có rất nhiều người mà chúng ta cho dù có muốn chạy thoát cũng không chạy thoát khỏi. Không muốn nghĩ cũng vẫn phải nghĩ. Những điều này được gọi là duyên, thứ mà con người sờ không được. Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm và cũng đừng phiền não. Lúc duyên đến thì hãy trân quý, quý tiếc duyên. Lúc duyên đi thì nên thuận theo duyên. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên mới là điều tốt nhất. Thế gian không ai hoàn mỹ, mọi người ai cũng đều là từ trong sai lầm và thất bại mà không ngừng lần tìm con đường ra cho mình, mà trở nên thông tuệ hơn, trở nên thành thục hơn và biết nhìn xa, trông rộng hơn. Không có ai vừa sinh ra đã hoàn mỹ, không có ai sống cả đời mà không từng phạm phải sai lầm. Chỉ cần không đi cố tình làm tổn hại người khác là tốt rồi. Tùy duyên đương nhiên không phải là phó mặc hết thảy sự việc và con người ở cõi hồng trần, lại càng không phải là buông xuôi.
chỉ theo đuổi sự vui chơi giải trí mà chính là bồi dưỡng một tâm thái bình tĩnh, xem nhạt mọi chuyện, xem nhẹ được và mất trên cuộc đời. Cho dù cuộc đời của chúng ta không thuần khiết, đẹp đẽ như mặt trăng, nhưng trong lòng chúng ta vẫn cần có một khoảng không khoáng đạt, rộng rãi, tiếp nhận tất cả. Duyên đến, duyên đi, duyên như nước chảy, nước đổ khó hút, gương vỡ khó lành, huống chi là duyên phận. Cuộc đời ai mà không gặp những điều không như ý, những trắc trở, những điều quan trọng là mỗi người đối mặt với chuyện này như thế nào, bảo trì được một tâm thái lạc quan, hướng về phía trước, không đặt tâm quá nặng vào chuyện danh lợi, cũng không cố ý theo đuổi, thản nhiên đối đãi với cuộc đời mới là người có trí huệ. Hết thảy những gì xuất hiện trong cuộc đời đều không thể giữ lấy, chỉ có thể trải qua. Suy cho cùng, chúng ta bất quá cũng chỉ là những vị khách qua đường mà thôi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ vĩnh biệt hết thảy những thứ mà mình gặp trong cuộc đời này. Cho nên, sao phải vì những điều tạm thời ấy mà khổ sở trong lòng, suy nghĩ ngày đêm không yên? Luôn có những cơn gió vào sớm mai, luôn có mặt trời rực rỡ vào lúc hoàng hôn, hay những ngôi sao sáng vào đêm hè. Cho nên, chi bằng hãy luôn bảo trì tâm thái, thuận theo tự nhiên mà sống. Có lẽ, rất nhiều sự tình trong đời cũng không cần chúng ta phải làm phức tạp đến thế, và có lẽ cũng nhiều sự tình cũng có thể cải biến thành đơn giản hơn, vui vẻ hơn. Đợi một ngày nào đó, quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện, cho dù là xảy ra sự tình gì đi nữa, thì mặt trời vẫn mọc từ phía đông và biến mất ở phía tây. Rất nhiều sự tình không cần phải so đo, tính toán quá nhiều. Rất nhiều sự tình không cần phải phân rõ ai đúng, ai sai. Tính toán càng nhiều thì sẽ càng mệt. Càng tìm ra ai đúng, ai sai thì sự tình càng trở nên rối ren và phức tạp hơn. Quả thực, được vui vẻ, khỏe mạnh, bình an mới là điều quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống nhiều quanh co này, có thể xem nhạt mọi chuyện, thuận theo tự nhiên thì cuộc đời mới khoái hoạt, an nhiên mà tự tại. Làm mà không cầu. Kỳ thực, trong cuộc đời, ai cũng có số phận và hoàn cảnh sống khác nhau, nên mỗi người cũng có những con đường khác nhau, những nguyện vọng mong muốn tốt đẹp ta có thể lưu giữ, nhưng đừng nên biến mình thành một người vì mục đích mà bất chấp tất cả. Hãy làm việc hết mình cho ý tưởng và những điều tốt đẹp của mình, nhưng chuyện thành bại thì bạn không thể kiểm soát được hết. Người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người chỉ là một sản vật của tự nhiên, sản vật của vũ trụ, và có những quy luật vô cùng to lớn đang tác động lên con người, đó là quy luật kinh tế, hoàn cảnh sống, phong thủy, tố chất của từng người, hay thậm chí là cả thiên tai, nhân họa. Tất cả đã tạo nên con đường mà đời người phải đi qua. Con người đơn lẻ đâu thể kiểm soát được những điều lớn lao đó. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi được một đôi điều trong cuộc sống và số phận của mình. Nhưng bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn khi không tìm cách đoạt lấy. Hãy buông những điều mình truy cầu xuống để bạn không bị khống chế trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa cuộc đời. Một chuyến đi không bao giờ trở lại. Buông bỏ sự ích kỷ và đố kỵ nhỏ nhen. Có những cuộc sống cơ hàn khắc khổ, cũng có những cuộc sống nhung lụa giàu sang. Những điều làm con người đau khổ phần lớn lại đến từ tâm lý bất bình, từ sự nhỏ nhen của bản thân, từ những điều bạn không bằng lòng trong cuộc sống. Vậy thì bạn chẳng phải nên mở rộng tấm lòng hơn sao? Người ta nói kẻ thù của đời người là chính mình. Quả là đúng như vậy. Ai vượt qua được sự ích kỷ của mình, người đó là người hạnh phúc nhất. Người ích kỷ không có khả năng yêu thương người khác và cũng không có khả năng yêu thương chính bản thân mình. Sau cùng, hãy sống bao dung. Người ta sống trên đời này không có ai là không gặp phải chuyện phiền phức, khổ đau, bệnh tật. Cuộc sống quá phức tạp và có rất nhiều điều mà người ta phải tự mình nếm trải. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Họa phúc luôn xoay vần,
mà cái đắng cay lại thường nhiều hơn vị ngọt. Ai đó từng nói, người hạnh phúc nhất là người cho đi nhiều nhất. Trong làng, có ông họ Thôi Kiện, một kẻ cường hào, lẽ phải thuộc về ông nhưng lại bị xử thua. Ông Thôi bất bình phẫn uất muốn chết. Đêm về, ông mộng gặp lại người cha đã khuất. Người cha nói với ông rằng, lừa được người chứ không lừa được thần. Con người có đồng đảng nhưng thần thì không. Oan khuất thế gian càng khổ thì kêu oan với âm phủ càng dễ dàng. Hôm nay những kẻ ngang ngược đắc ý, mười mấy năm nữa trước tấm gương chiếu nghiệp, họ sẽ kinh sợ run lẩy bẩy chịu tội. Ta ở âm phủ làm trà lại, đã thấy sổ của phán ti rồi, còn còn tức giận làm gì nữa. Từ đó Thôi ông không còn oán hận, u sầu, phẫn uất nữa, cũng không nói lời nào về chuyện đó nữa. Nhân quả là tồn tại, thiện ác là có báo ứng, cũng giống như chúng ta trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Mọi việc tốt xấu, thiện ác chốn nhân gian đều có nhân duyên. Con người sống ở cõi nhân gian cũng chỉ trăm năm, chỉ là chớp mắt trong thời gian dài đằng đẵng của vũ trụ trời đất. Nếu con người đến cõi nhân gian trong chớp mắt đó rồi tan biến, tự nhiên xuất hiện rồi tiêu tan, thì đâu cần sinh mệnh con người là anh linh của vạn vật, là kiệt tác của tạo hóa làm gì. Nếu con người chỉ là xương thịt xuất hiện rồi biến mất, tranh đấu, hưởng thụ, buông thả, ham dục, thì sẽ không còn việc ác nào mà không làm để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Như thế, con người không bằng cả con vật, vậy đâu cần tạo ra con người. Con người làm gì có ý nghĩa để sinh tồn đâu. Con người đến với thế gian là để tìm đường giải thoát, trở về với thiên quốc. Xuống thế gian là xuống cõi mê, nên không biết được cội nguồn của sinh mệnh, không biết được đến với thế gian để làm gì, ý nghĩa nhân sinh là gì. Do đó cứ chìm nổi trong sáu nẻo luân hồi mà trả nợ nghiệp và tạo nghiệp mãi. Người xưa để lại lời răn dạy, thà tin rằng có chớ tin là không. Tin nhân quả sẽ không làm điều ác, ít nhất cũng có đời sống đạo đức và an hòa. Mà nếu không có nhân quả luân hồi thì niềm tin ấy cũng khiến họ chẳng tổn thất gì. Còn những người không tin nhân quả, ắt sẽ buông thả phóng túng, chạy theo dục vọng mà trở nên sa đọa hành ác. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, bao nhiêu của cải, danh vọng, người thân cũng đều phải bỏ lại và để lại tiếng xấu muôn đời. Còn nếu thật sự có nhân quả luân hồi thì điều chờ đợi họ sẽ khủng khiếp như thế nào? Câu chuyện cúng dường trân bảo. Lúc ấy, Đức Phật đang ở thành Vương Xá, nơi Tịnh Xá Trúc Lâm. Trong thành Vương Xá có một người thương chủ tên là Phù Hải, cùng với nhiều khách thương đi ra biển cả tìm châu báu. Người vợ còn trẻ trung, dung nhan xinh đẹp, sầu lo về nỗi chồng đi xa, đêm ngày mong mỏi cho được về sớm. Bà liền đến thờ thần ngoại đạo Na La Diên mà khấn rằng, như ngài phò hộ cho chồng tôi ăn ổn mà về sớm, tôi sẽ dâng cúng các thứ vàng bạc châu báu mà báo ơn ngài. Còn nếu chồng tôi gặp nạn chẳng về, tôi sẽ đem các thứ phân uế nhơ nhớp mà bồi trét lên tượng ngài. Không bao lâu, chồng bà ta được trở về bình an vô sự. Bà liền sắm sửa các thứ châu báu vàng bạc cùng với một đoàn tùy tùng mang đến cúng thần Na La Diên. Trên đường đi, bà gặp Phật đang cùng với chư tỳ kheo đi khất thực trong thành. Từ xa trông thấy vẻ trang nghiêm của Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dáng đi uy nghi, thanh thản, có hào quang rạng chiếu rực rỡ quanh thân. Bà liền sanh tâm hoan lạc vui mừng, muốn mang hết những châu báu vàng bạc mà dâng lên cúng dường. Những người tùy tùng liền cản lại nói rằng, vị này chẳng phải là thần Na La Diên. Nhưng bà chẳng nghe theo lời can ngăn ấy nữa, vì lòng bà rất kính mộ. Bà đến trước Đức Thế Tôn, quỳ xuống rồi tung hết những châu báu vàng bạc mang theo lên không trung mà cúng dường ngài. Những vàng bạc châu báu ấy bay lên hư không.
bỗng nhiên biến hóa thành một cái lọng báu bay theo che bên trên Phật. Người phụ nữ nhìn thấy sự thần biến như vậy, lòng bà sanh ra tinh kính sâu vững nơi Đức Phật, liền chí thành lễ bái mà phát lời đại nguyện rằng: con nhờ công đức cúng dường Phật hôm nay, nguyện trong đời vị lai sẽ được thành chánh giác, cứu độ chúng sanh như Phật ngày nay không khác. Khi bà phát nguyện như vậy rồi, thì Đức Thế Tôn liền mỉm cười. Từ nơi trán, giữa hai hàng lông mày, phóng ra một đạo hào quang năm sắc, chiếu khắp thế giới, hóa hiện đủ các màu sắc, bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng: Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Này vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho được biết. Phật bảo A Nan: Ông có nhìn thấy người phụ nữ cúng dường trân bảo cho ta hôm nay chăng? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật bảo A Nan rằng: Người phụ nữ này trong tương lai không còn bị đọa vào các đường ác nữa, thường được hưởng những điều khoái lạc trong cõi trời người. Trải qua ba A Tăng tỳ kiếp nữa, sẽ trở thành Phật, hiệu là Kim Luân Anh Lạc, hóa độ chúng sanh số lượng nhiều không thể tính đếm. Vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện Phật cắt mình thế thịt chim bồ câu. Trời quang muôn dặm, ánh dương chiếu khắp, cảnh sắc tươi vui. Đức Phật đi đến ven rừng, bỗng thấy một con chim ưng đang đuổi theo một con chim bồ câu trắng. Đứng trước nguy cơ bị mất mạng, bồ câu trắng thấy Phật liền sa vào lòng ngài để lánh nạn. Đức Phật liền bảo vệ che chở cho nó. Chim ưng bèn xếp cánh, đáp xuống một cành cây và nói: Ngài muốn cứu bồ câu thoát chết, lẽ nào lại để cho tôi chết đói? Đức Phật ung dung hỏi: Người cần những gì để no lòng, ta sẵn sàng cung cấp cho người. Chim ưng liền đáp: Tôi muốn ăn thịt. Đức Phật liền rút ra một con dao nhỏ, thản nhiên cắt thịt cánh tay trao cho chim ưng. Nhưng chim ưng chê ít không bằng thịt bồ câu, do đó Phật lại cắt thêm thịt. Chẳng mấy chốc, thịt cánh tay cắt gần hết mà vẫn không làm sao đủ nặng bằng thịt bồ câu. Chim ưng hỏi Phật có hối hận hay không? Phật đáp: Ta hoàn toàn không hối hận một mảy may nào hết, vì muốn cứu vớt mọi sinh linh thì thịt cánh tay ta có gì là đáng tiếc. Nếu lời nói này của ta xuất phát từ trong lòng chí thành, thì mong thịt cánh tay ta sẽ liền lại như trước. Đức Phật thề nguyện vừa xong, quả nhiên thịt cánh tay ngài trở lại như trước. Chim ưng liền hiện nguyên hình đế thích, vút lên không trung hướng về phía Đức Phật thi lễ, miệng không ngớt tán thán rồi bay đi. Tin tức Đức Phật vì lòng từ bi cắt thịt cánh tay hiến cho chim ưng, chẳng bao lâu truyền đi khắp nơi, khiến mọi người đều ca ngợi hạnh nguyện hy sinh cao cả của một bậc vĩ nhân. Câu chuyện Bầy Lương xin cứu mạng. Vào khoảng năm vạn lịch đời nhà Minh, tại Hồ Thư Hàng Châu có một gia đình phú hộ họ Vu, bình nhờ không sát sinh mà thích bố thí làm nhiều việc thiện. Năm ấy có một nhà láng giềng bị kẻ trộm lấy hết của cải, họ Vu liền mở hầu bao lấy tiền cứu trợ. Người đàn bà láng giềng rất cảm kích trước tấm lòng cao thượng ấy, nên một hôm đem biếu khoảng 10 con lươn cho cụ bà họ Vu để dùng làm thức ăn. Nhưng gia đình họ Vu ít khi nào dám sát sinh, nên đem số lươn ấy thả vào trong một cái an, rồi lấy đồ đậy lại chờ đem phóng sinh. Chẳng may cả mẹ lẫn con đều quên bẵng chuyện ấy. Trải qua thời gian khá lâu, vào một đêm nọ, lúc sắp tàn canh, bà cụ mơ thấy khoảng 10 người mặc áo vàng, đầu đội mũ nhọn, đột nhiên đi vào phòng quỳ xuống thưa: Xin Thái Phu Nhân mở lòng từ bi, ban cho chúng tôi đường thoát nạn. Bọn mặc áo vàng ấy nói xong liền ra đi. Thái Phu Nhân chợt tỉnh giấc, trong lòng băn khoăn bất an, chợt nghĩ miên man mà chẳng hiểu cứu mạng sống cho những ai. Do đó, bèn mời một ông thầy bói về nhà để xem việc tốt xấu thế nào.
Bốc sư bói xong, một quẻ liền bảo: Thái phu nhân chớ nên lo lắng, quẻ này lành chứ không dữ, lại quý tôn phủ đang có những sinh mạng thỉnh cầu phu nhân phóng thích. Phu nhân liền ra lệnh cho người nhà tìm kiếm khắp trong nhà ngoài sân, cuối cùng mới phát hiện ra 10 con lươn lớn đang rộng trong an. Số lượng này tương ứng với 10 vị mặc áo vàng mà phu nhân trông thấy trong giấc mộng. Bà hoảng kinh thất sắc nói: Nguy thay, suýt nữa ta làm hại 10 sinh mạng này rồi. Lập tức bà truyền lệnh cho người nhà đem số lươn ấy thả vào trong hồ. Từ đó về sau, con cháu nhà họ Phu ngày càng thịnh vượng. Cả đời tôi tin sâu hai điều. Thứ nhất, nhân quả Phật giảng chân thật không dối, người ta thật sự có bị báo ứng nhân quả. Thứ hai, có những cảnh mắt thịt chúng sinh không nhìn thấu nhưng vẫn hiện hữu, và người học Phật chân chánh có thể cải đổi vận mệnh. Tôi muốn nói rằng, không có việc gì vô duyên vô cớ xảy ra. Xin lấy chuyện chồng và con gái tôi mà nói, nhân duyên rất xấu. Cho dù tôi học Phật nhiều năm, song vẫn khó thể buông xả cắt đứt. Trong giấc mộng mới đây, tôi mơ thấy có một kiếp mình là tú tài nghèo, đã có vợ rồi, nhưng vì muốn cưới vợ bé mà ruồng bỏ vợ lớn. Con gái hiện nay của tôi vào kiếp trước là thiếu nữ, từng bị tôi cưỡng bức. Cô ta căm giận nói: Tôi thù ông đời đời kiếp kiếp, nguyện sẽ làm ông tiêu tan tất cả. Tỉnh dậy tôi ngẫm kỹ, theo quả đúng không sai. Đời này tôi mang thần nữ, lo nhà cho chồng xong thì chia tay. Hiện nay chồng và con gái đối với tôi lạnh nhạt như người dưng. Họ chỉ liên hệ khi cần tiền, ngoài việc đó ra thì chẳng thèm lý đến tôi. Những chuyện xảy ra cho chính bản thân tôi đều là có thực. Hôm nay tôi kể ra chỉ mong rằng những ai hữu duyên xem đến bài viết này sẽ cảnh giác, nhất tâm nhất ý, sám hối tu hành, làm theo lời Phật dạy, chọn pháp môn tu thích hợp căn cơ mình, hành cho thấu đáo để giải thoát xa lìa khổ đau. Riêng bản thân tôi tu pháp môn niệm Phật. Cha mẹ tôi qua đời rồi, tôi mới biết đến Phật Pháp. Ở công ty, cha mẹ của tôi luôn được mọi người ca ngợi là hiền lành, trung thực, tốt bụng. Nhưng mẹ tôi đến 57 tuổi thì chết vì bệnh ung bướu thực quản. Phụ thân tôi lúc 63 tuổi thì bị gãy xương chân dẫn đến bại liệt và qua đời. Song thân tôi đồng mất trong một năm, chỉ cách nhau 3 tháng. Sau khi cha mẹ tôi mất, đã để lại cho tôi rất nhiều đả kích, khiến tôi hầu như sống không bằng chết. Có một thời gian tôi rất muốn chết luôn theo họ. Trong tình huống tinh thần suy sụp như thế, tình cờ tôi biết đến Phật Pháp, thật là tri ân. Khi đó sư huynh khuyên tôi nên tụng kinh Địa Tạng. Tôi nhất tâm nhất ý thực hành, không có bất kỳ tạp vọng nào khi tụng kinh. Tụng đến chỗ nàng Quan Mục độ mẫu thân, tôi cảm động vì lời thệ nguyện lớn lao của nàng, nên lệ tuôn đầm đìa, đồng thời lòng như dao cắt khi nghĩ đến song thân, đau đến không muốn sống. Sau đó tôi mơ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm bảo tôi: Con đừng buồn thái quá, cha mẹ con lâm bạo bệnh qua đời là do nghiệp lực chiêu cảm. Bỗng nhiên tôi hiểu ra, do cha mẹ tôi sát sinh quá nặng, mẹ tôi ưa giết gà, còn cha tôi ưa bắt cá, bắn chim. Trong kinh Địa Tạng đã tả đủ tướng trạng và tội nghiệp của người, trong đó có cha mẹ tôi. Lúc chưa biết Phật Pháp, tôi cũng đã đích thân chứng kiến. Lúc đó tôi còn cho là có lẽ do bệnh nằm lâu trên giường, bị tiêm thuốc mãi nên phát sinh ảo giác. Nhưng thực ra không phải thế. Đến sau này khi tôi tụng kinh Địa Tạng, thấy tả cảnh oan gia trái chủ giả biến làm thân nhân người mất đến dẫn dụ họ đi, thì tự dưng đầu óc bừng tỉnh và hiểu ra. Thậm chí những việc hồi nhỏ tôi đều nhớ lại rõ hết, giống như xem cuộn phim chiếu trên màn bạc vậy. Tụng kinh Địa Tạng đến ngày thứ ba, tôi lại nằm mộng thấy Bồ Tát Quan Âm bảo: Cha con đã đến Tây Phương,
nhưng mẹ con thì còn hiện tướng. Thân trên là người, còn thân dưới có một chân là dê, một chân là bò. Nguyên là mẹ tôi hồi còn sống ở thế gian, rất ưa ăn thịt bò, dê, còn hay giết gà. Bà bị bướu thực quản phải mổ, xem như bà giết gà thế nào thì khi mổ giống thế ấy. Cổ bị rạch 10cm, bụng cũng bị mổ, thảm đến chẳng nỡ nhìn. Cha tôi hồi còn sống ưa bắt chim trói chân chúng lại. Ngày nọ, ông té từ trên cao xuống đất, khoảng cách chỉ độ 1 mét. Vậy mà bị gãy chân dẫn đến liệt não, khổ hết chỗ nói. Sở dĩ tôi kể lể dài dòng là vì muốn chư vị hiểu rõ, ai được nghe Phật Pháp là có phúc duyên rất lớn. Hãy dốc lòng tha thiết, nguyện, tinh, hành và đem lòng tri ân, tự biết lỗi sám hối, chân thành tu niệm. Còn một việc nữa, trước đêm Vấn Xuyên bị đại địa chấn, tôi nằm mơ thấy rất đáng sợ. Có thiên nhân phẫn nộ nói: bọn các ngươi những tội sát đạo dâm vọng không ác nào mà không làm, kể cả kẻ tu học Phật mà tâm miệng chẳng tương ưng, phải để cho các ngươi tự nếm ác quả của mình. Nói xong, một chân thiên nhân tung ra đạp chết rất nhiều người, đá sập rất nhiều nhà. Bàn chân ông to khổng lồ định tiến tới giẫm đạp tôi. Tôi phát hoảng, vội cầm miếng giáp sắt màu trắng che trên đỉnh đầu, miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thoát nạn. Tỉnh dậy, mồ hôi tuôn đầy, nghe ngoài đường con chó đối diện sủa rất ghê. Tôi lập tức ngồi bật dậy đọc câu Phàm hữu tướng giai thị hư vọng, để tự trấn an mình. Nào dè trưa hôm sau, Vấn Xuyên xảy ra động đất. Điều thứ ba là, lúc tôi học Phật, có một dạo hay chạy đông rảo tây, đối với việc tu học và pháp môn niệm Phật sinh thối tâm, nên có lúc muốn buông hết, bỏ không tu nữa. Nào dè tối đó tôi nằm mộng, thấy Phật Thích Ca bảo: con phải kiên tâm, Tây Phương có Cực Lạc, có Phật A-di-đà. Nói xong Ngài đưa tay chỉ, tôi liền thấy Phật A-di-đà tỏa ánh kim quang chói lọi chiếu đến tôi. Giữa không còn xuất hiện hàng chữ vàng thật to, trên viết mấy chữ: Tây Phương có Cực Lạc, Tây Phương có Phật A-di-đà. Qua đây tôi muốn nói, nhân quả không hư dối. Kinh Kim Cang từng ghi: lời Như Lai là chân ngữ, thật ngữ, bất dị ngữ, quả đúng như vậy. Hôm nay tôi kể những việc này, theo Phật Pháp giảng là không nên nói ra, nhưng do tôi thấy rất nhiều chúng sinh học Phật chỉ chú trọng hình thức mà chẳng thật tu, trong lòng rất đau xót. Phật Pháp không dễ gặp, không dễ được nghe, thân người cũng khó được. Ai được nghe, được biết đến Phật Pháp thì có thể nói là nhiều đời nhiều kiếp họ đã trồng căn lành chín mùi nên mới được gặp Phật Pháp. Đã gặp rồi thì nên tu tốt để báo đáp Phật ân. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả, cầu cho tất cả oan thân trái chủ, những chúng sanh bị hại, đời này tâm hận chấp tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, sớm vãng sinh thiền đạo. Cư sĩ Viên Chiếu. Nữ sĩ Viên Chiếu tụng kinh Địa Tạng đạt hiệu quả rất mau, vì cô không khởi tạp niệm. Khi tụng đến chỗ nàng quan mục độ mẫu thân, cô cảm động vì lời thệ nguyện lớn lao của nàng, lệ tuôn đầm đìa, lòng như dao cắt khi nghĩ đến song thân. Đây là hiếu tâm và sự đồng cảm với tâm tình của nàng quan mục. Do vậy mà chiêu cảm Bồ Tát Quan Thế Âm báo mộng, mô tả rõ cảnh trạng hiện thời của song thân cô. Đây là lý do vì sao có người mới tụng vài bộ thì đạt cảm ứng liền, có người lại chẳng thấy chi, là do có đủ thành tâm hay không thôi. Điểm thú vị là kinh Địa Tạng tuyên dương ca ngợi Bồ Tát Địa Tạng và giảng rõ công hạnh thệ nguyện của Ngài. Nhưng lần này vị Bồ Tát báo mộng lại không phải là Bồ Tát Địa Tạng mà là Bồ Tát Quan Âm, chứng tỏ chư Bồ Tát luôn hỗn tương liên kết
không hề phân biệt đùn đẩy trách nhiệm như phàm nhân. Phật ký thác chúng sinh cõi Ta Bà cho Bồ Tát Địa Tạng và yêu cầu Bồ Tát phải độ cho chúng sinh không đọa ác đạo cho đến trước khi Bồ Tát Di Lặc, vị Phật tương lai giáng trần. Đây là một trọng trách cực kỳ khó, vậy mà Bồ Tát Địa Tạng vẫn hứa. Phật từng xác nhận Ngài và chư Bồ Tát từng hóa thân trăm ngàn ức vào cõi Ta Bà độ chúng sinh, chắc chắn Bồ Tát Địa Tạng vẫn phải tiếp tục độ chúng sinh như lời đã hứa với Phật. Mà cách tốt nhất giúp chúng sinh không đọa cõi ác là giúp họ hiểu nhân quả để hành đúng chánh pháp, biết tự bảo vệ mình. Có điều, khi chúng ta được tiếp xúc với hóa thân Bồ Tát Địa Tạng, ta vẫn không hề hay biết và chẳng nhận ra. Song cũng rất dễ nhận ra Bồ Tát, vì bất cứ ai gặp Ngài hay ở xa mà nhận được lời dạy của Ngài thì đều có chung một điểm là lực tỉnh giác mãnh liệt, tinh tấn tu, dũng mãnh, nguyện dứt ác tu thiện, bỏ mặn ăn chay, nghiêm trì giới luật, chặn đứng con đường sa vào ác đạo ngay trong hiện đời. Chị của Ích Tây. Bài này là nguyên tác của A Minh, thuộc bên Phật giáo Tây Tạng, kể về một phụ nữ tự sát. Thông thường những người tự sát đều đọa địa ngục, nhưng nhân vật nữ trong đây không những chẳng đọa địa ngục mà còn chuyển sinh làm nam. Xin chuyển đến quý vị làm tư liệu nghiên cứu. Trong giới luật Phật chế, không những cấm tự sát mà còn luôn nhấn mạnh tự sát là tội cực kỳ nặng. Người tự sát lúc chết thân tâm mang nhiều thống khổ, tạo thành cừu hận. Vì những niệm này mà sau khi tự sát rồi, nếu phút mỏng phải sa vào địa ngục, thọ đại thống khổ. Những người có hành vi tự sát ngay trong đời này là đã gieo hạt giống tự sát vào tàn thức, tạo thành tập quán, nên có thói quen ưa tự sát, khiến tương lai đời đời kiếp kiếp họ rất dễ dàng tái lập hành vi tự sát. Hơn nữa, kiếp sống nào cũng bị quả báo mang nhiều bệnh, đoạn thọ, vì tội không biết trân quý sự sống mình từng có được. Trong bài này, người tự sát là chị của Ích Tây. Chị ông từ khi phát hiện ngực mình có khối u, khi đến y viện khám mới hay là ung bướu ác tính thời kỳ đầu, bắt buộc phải phẫu thuật. Nhưng do y viện không đủ điều kiện nên phẫu thuật không thành công mà còn dẫn đến hậu chứng viêm nặng, sau đó bệnh phát tán dữ dội. Chị ông chữa trị một thời gian rồi, do chịu không nổi bệnh đau và thống khổ hành hạ, lại vì bệnh này mà khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn, cùng đường chị treo cổ chết. Ích Tây mỗi lần kể lại chuyện này tỏ ra rất thương tâm. Ông đã mời thỉnh rất nhiều cao tăng người Tạng lẫn Hán, liên tục tụng kinh cầu siêu cho chị mình. Do tôi và Ích Tây có duyên lành, may mắn được quen nhiều vị có thần thông, vì vậy ông đã nhiều lần hỏi họ về việc chuyển thế đầu thai của chị mình. Kết quả, mỗi lần hỏi đều có đáp án trùng khớp giống nhau đến ngạc nhiên. Trong đây có vài lần tôi tận mắt chứng kiến. Vì muốn cho quý vị có tư liệu tham khảo, nên tôi không ngại mình vụng về khiển lậu, xin ghi ra đây để chia sẻ. Do chuyện này xảy ra đã khá lâu, nên khi thuật lại khó đầy đủ chi tiết. Nhưng điểm chính là việc này hoàn toàn có thật, ngàn chân muôn thật. Lần thưa hỏi vị thần thông thứ nhất, tôi quen nữ lạc ma này nên đã xin bà cái hẹn để dẫn Ích Tây tới gặp, giúp ông giải tỏa những điều thắc mắc. Dù Ích Tây nghe tôi giới thiệu rồi, song vẫn có chút hoài nghi về năng lực của vị này. Gặp nhau xong, qua một hồi thưa hỏi, ông mới tin vị này thật sự có thần thông. Thế là ông hỏi việc chuyển thế của chị mình. Sau một hồi quan sát, vị sư nữ này tả rõ tình huống chuyển thế của chị ông. Mặc dù tôi có mặt tại đó, nhưng thời gian tính đến nay đã quá lâu, nên quên hết các tình tiết tỉ mỉ. Tôi chỉ nhớ rằng vị này nói chị của Ích Tây đã chuyển thế đầu thai đến một gia đình có 6 người, hiện là một bé trai 2 tuổi. Còn tả rõ nhà đó có mấy phòng,
không phải nhà lầu, xây nơi sườn núi và có một con sông gần đó, tương đối bà mô tả rất kỹ. Nghe vậy, Ít Tây nửa tin nửa ngờ, bởi lúc chị ông chết, người trong nhà không kịp báo tin cho ông hay, phải một thời gian lâu ông mới biết. Ít Tây nghĩ rằng chị mình treo cổ chết, hơn nữa suốt trong 49 ngày, người nhà không có mời đại đức cao tăng siêu độ. Như vậy, theo lý, đương nhiên thì phải vào địa ngục, không thể nào có chuyện chị chẳng vào địa ngục mà còn được chuyển sinh làm nam. Tôi bèn biện bác, cho dù anh biết hung tình chị mất rất muộn, nhưng cũng đã tận lực tụng kinh cầu cho chị, nên nhờ vậy mà chị được siêu thoát. Hơn nữa, số tuổi đứa bé tái sinh kia xét ra rất ứng hợp với thời gian từ sau khi chị anh mất. Nhưng Ít Tây vẫn không chịu thừa nhận. Anh khăng khăng nói là mình tu hành không giỏi. Cho dù có tụng kinh cầu siêu thì cũng không có đủ uy lực mạnh như thế. Tôi phản đối. Người tụng kinh có thể kém công đức, nhưng uy lực kinh điển đại thừa là vô biên. Hơn nữa, nghiệp duyên không thể nói hay suy lường được. Chị anh chẳng vào địa ngục mà chuyển sinh làm nam cũng không phải là chuyện lạ khó tin. Hơn nữa, anh cũng có mời chư tăng Hán Tạng cầu cho mà. Nhưng Ít Tây vẫn còn băn khoăn. Lần hỏi thứ hai. Sau đó 2 năm, tôi và Ít Tây lại tìm hỏi một vị thuật sĩ là Lạt Ma Kiên Tán. Ông này sau một hồi quán sát đã cho đáp án giống y như lời vị nữ Lạt Ma trước đây đã nói, nhưng ông mô tả tỉ mỉ hơn. Có điểm khác biệt là bé trai kia giờ đã tăng thêm 2 tuổi, do 2 năm sau Ít Tây mới thưa hỏi tiếp. Lần này Ít Tây rất kích động, anh đã bắt đầu tin về tình huống chuyển sinh của chị mình. Nhưng anh vẫn nói với tôi, phải thỉnh một vị thượng sư tu kim cang thừa quán sát giùm cho lần nữa, thì anh mới yên lòng. Lần thứ 3, thỉnh vị Phật sống Kaju, trứ danh cầu mộng quan sát. Chúng tôi quen một vị Lạt Ma nổi danh ở huyện lân cận. Kiếp trước ngài là một Rinpoche vô cùng nổi danh ở đất Tạng, hầu như ai cũng biết. Mặc dù đời trước ngài có học thức vô cùng uyên thâm, nhưng ngài lại nổi tiếng về thần thông cao tột. Đời này ngài tái sinh, xuất gia học pháp tu trì, sự nghiệp độ sinh vô cùng sung mãn, vẫn hiển lộ nhiều chuyện thần kỳ. Tôi và Ít Tây rất có duyên lành với ngài. Hơn nữa, ngay lần đầu Ít Tây đến bái kiến thượng sư, thì đêm trước đó ngài đã mơ thấy một điềm lành. Chúng tôi ngủ tại chỗ thượng sư mấy tháng, cùng học Tạng ngữ và giúp ngài về Hán ngữ. Hôm nọ, Ít Tây thu hết can đảm hỏi thượng sư về việc chuyển thế đầu thai của chị mình. Phải nói là Ít Tây rất có duyên lành nên được thượng sư đặc biệt quan tâm. Tối đó, ngài nhập mộng quan sát. Sáng ra, ngài truyền thị giả kêu tôi và Ít Tây vào phòng mình, rồi dịu dàng thuật lại tình huống chuyển sinh của chị Ít Tây. Về căn bản thì cũng giống như 2 lần trước. Có khác chăng là thượng sư giải thêm cho Ít Tây hiểu, do bé trai hậu thân của chị ông kiếp trước tự sát chết, nên đời này sẽ phải chiêu lấy hậu quả bị nhiều bệnh hoạn đoạn thọ. Vì vậy Ít Tây cần phải tụng kinh và phóng sinh thật nhiều để hồi hướng cho chị, may ra mới có thể hóa giải tình huống bất lợi kia. Cuối cùng thượng sư nói, chỗ của chị ông chuyển thế cư ngụ rất gần nhà Ít Tây. Ngài mỉm cười hỏi Ít Tây, còn có muốn đi tìm gặp bé trai là chị mình chuyển sinh hay không? Lần này Ít Tây đã hoàn toàn tin vào việc đầu thai vào cõi thiện của chị mình. Hơn nữa, đối với thượng sư còn phát sinh niềm tin vô hạn. Anh xin được thọ giáo, học pháp với ngài. Thượng sư bèn quan sát căn cơ và nhân duyên Ít Tây, rồi truyền cho anh pháp bổn tôn phi thường thù thắng. Sau đó, ngài giới thiệu anh đến thọ giáo với một vị Lạt Ma thành tựu đại viên mãn. Thật không ngờ, vị thầy mà Ít Tây đến thọ pháp lại chính là sư Kiên Tán. Thực ra còn có mấy vị thượng sư khác nữa cũng đều giải rõ chuyện này,
nhưng tôi chỉ kể bao nhiêu đây thôi. Tự sát đọa cõi ác. Thượng sư Đạt Ni được công nhận là một vị hóa thân thù thắng, công phu cao, thành tựu đại viên mãn. Thời thanh niên, ngài trường kỳ bế quan khổ tu, chứng thực kiếp trước giác tỉnh tròn đầy. Bề ngoài, ngài làm ra vẻ như là kẻ phong điên, nhưng có đủ thần thông tự tại. Ngài thường đem giáo pháp làm lợi chúng sinh hữu duyên. Mặc dù có thần thông, nhưng ngài không hiển lộ cẩu thả. Chỉ khi quán sát cơ duyên kỹ càng rồi, ngài mới thực hành bi hạnh lợi sinh. Thế nên, dù có nhiều người thỉnh ngài quán sát vị lai hay các nhân duyên khác, ngài thường dịu dàng từ chối, lấy cớ mình là phàm phu, không rành việc ba đời, và giải thích rằng tất cả đều do nghiệp quá khứ đã chín mùi nên trổ quả, cần thản nhiên gánh lấy và chân thành cầu Tam Bảo gia trì cho tất cả vô ngại. Nhưng khi gặp nhân duyên thù thắng thì ngài cũng tùy cơ tiết lộ, làm lợi cho chúng sinh hữu tình. Bây giờ tôi xin ghi sơ lại những điều mình đích thân chứng kiến cảnh ngài dùng trí tuệ cao thâm quan sát nhân quả ba đời để chia sẻ cùng mọi người. Đầu tháng 6 năm 2000, ngài được mời đến Trung Quốc Hoằng Pháp, tạm trú vài ngày ở thành đô, được vô số tín chúng đến bái kiến thỉnh giáo. Ngài không nề mỏi mệt, luôn đáp ứng cho họ mãn nguyện. Một chiều nọ, có cô X khoảng tuổi trung niên đến bái kiến thưa thỉnh, cầu ngài quán sát xem dùm tình huống chuyển sinh của thân mẫu đã quá cố. Cô X kể rằng vào năm 1994, do gây cãi trong gia đình, mẫu thân cô uống thuốc độc tự sát. Khi đó cô chưa biết Phật Pháp, chưa quy y Tam Bảo, do chẳng hiểu đạo nên không kịp thời làm siêu độ cho mẫu thân. Mấy năm sau cô mới quy y Tam Bảo, học hỏi giáo lý Phật và biết được người tự sát đa phần đều phải đọa địa ngục. Do vậy trong lòng hết sức lo âu, nên khẩn cầu ngài quán sát siêu độ giùm. Sau khi tôi phiên dịch cho ngài nghe xong, ngài khai thị: ta là phàm phu, không thể quán sát mẫu thân con hiện thời ở đâu. Nhưng nếu như con phóng sinh 500 mạng, ta sẽ phụ gia công tu trì hồi hướng, người chết ắt có thể vãng sinh cõi lành. Cô X nghe vậy cảm ơn vạn phần, không ngừng hướng ngài đảnh lễ, mắt tuôn lệ đầm đìa. Có lẽ nhờ khiếu tâm cô chiêu cảm, đại sư bỗng thốt ra lời giải rõ việc chuyển sinh của thân mẫu cô. Té ra mẫu thân người Ấn Độ của cô sau khi tự sát rồi lập tức đọa vào cõi ác, sinh làm độc xà. Cứ thế trải qua nhiều kiếp sinh sinh tử tử, bà vẫn làm độc xà, chưa từng thoát ly thân rắn. Sau này nhờ người nhà thỉnh tăng chúng siêu độ cho, nên thân mẫu cô trong thời gian ngắn tạm thoát kiếp độc xà, được chuyển sinh vào cõi lành. Nhưng do thiếu thiện căn, chẳng được biết Phật Pháp tu trì, nên bà lại đọa làm độc xà tiếp tục. Cứ thế bà mang thân rắn tới lui rất nhiều lần. Kỳ này đại sư đặc biệt hứa sẽ tụng kinh gia trì, hỗ trợ bà vãng sinh tịnh độ. Ngài còn dặn dò cô X nhất định phải tạo phúc như phóng sinh, tụng kinh, hồi hướng thêm cho mẹ. Tôi phiên dịch lời ngài dạy cho nữ sĩ nghe. Cô phi thường cảm kích, xác nhận sư nói về mẹ cô như thế là rất đúng. Bởi vì lúc mẫu thân qua đời, cô vẫn chưa quy y, mãi đến năm 2005 mới bắt đầu quy y. Quy y xong thì cô đã nhiều lần tại các chùa trên đất Hán tổ chức đạo tràng thủy lục để cầu siêu cho mẫu thân. Sau đó cô thường nằm mộng thấy mẹ mình hiện tướng rất thống khổ, vì vậy trong lòng luôn lo lắng bất an. Gần đây có lần cô nằm mơ thế này: mới đầu thấy mình cùng mẫu thân đi dạo trên đại lộ, sau đó thì không thấy mẫu thân đâu, chỉ thấy có con đại mãng xà đang đẻ trứng trên đường.
Tỉnh mộng rồi, trong lòng cô càng thêm bất an khủng hoảng, sợ rằng mẫu thân đã đọa vào thân rắn. Lần này, nghe tin đại sư tạm lưu lại thành đô, cô mạo muội đến thỉnh giáo. Không ngờ, may mắn được nghe ngài nói ra chuyện chuyển sinh của mẹ. Đối với ân đức này, cô vô vàn tri ân và càng tăng thêm tính tâm. Cô hứa sẽ làm theo lời ngài dạy, nỗ lực tạo phúc cho mẹ và xin được y chỉ thượng sư, nương theo ngài tu trì thật tốt để sớm thoát luân hồi, làm lợi chúng sinh. Những người có phúc duyên hiện diện tại đó, sau khi nghe đại sư giảng, đều phát sinh tính tâm đối với ngài và nhân quả ba đời, nguyện theo ngài hành pháp tu trì. Những điều tôi ghi thuật ra đây đều có chúng cư sĩ tại hiện trường làm chứng, là chuyện chân thực, không dối. Giải thích thêm, có những cuốn sách do người khai mở thiên nhãn bên Tây Phương lẫn Đông Phương viết thuật. Họ kể về cảnh giới của người tự sát sau khi chết rất thê thảm, có nhiều điểm giống nhau. Nếu người tự sát biết rõ cảnh khổ khốc liệt đang đón chờ họ, thì chắc chắn họ sẽ không dám tìm đến cái chết. Kẻ tự sát sau khi chết rồi phải nhận lãnh thống khổ to lớn gấp trăm lần khi sống. Tất nhiên, thông thường họ phải đọa địa ngục. Nhưng do dương thọ chưa tận, đời này quả báo phải trả cũng chưa hoàn xong, nên quả báo càng chồng chất và họ phải tự gánh lấy. Chưa kể còn có thêm tội bất hiếu và tội tự hủy hoại thân. Sau khi người tự sát được định án xong, liền bị quỷ sứ đưa đến chỗ họ đã tự sát. Nếu tuổi thọ họ là 70 mà 40 tuổi đã tự sát, thì họ phải quay về địa điểm mình đã tự sát, hàng ngày tái hiện lại hành vi này. Kẻ nhảy lầu thì mỗi ngày đều tại địa điểm đó tái hiện động tác nhảy lầu. Nghĩa là phải diễn lại động tác đã tự sát của họ suốt 30 năm, cho đến khi hết dương thọ thì mới rời khỏi nơi đây và quay xuống địa ngục thọ báo. Mãn kiếp thì lên làm súc sinh hoặc người không bình thường hay tàn tật. Hơn nữa, họ còn bị nghiệp tự sát tiền thế một bề đeo đẳng, khiến họ đời đời kiếp kiếp ưa tự sát. Điều này rất đáng sợ, vì chủng tử tự sát đã đeo theo, ăn sâu vào tàn thức họ. Vì vậy, ngàn vạn lần bạn không nên tự sát, vì sẽ khổ vạn kiếp khó ngoi lên. Lạt Ma Đỉnh Quả Khâm từng nói, khi một người chọn tự sát, trừ việc thần thức phải đi theo ác nghiệp ra, họ tuyệt không có được lựa chọn nào khác. Chưa kể, họ có thể bị lệ quỷ khống chế, sử dụng lực sinh mệnh của họ. Lúc sống, đa số người đều cho rằng chết là hết, là kết thúc, là giải thoát khỏi mọi thống khổ. Họ hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát xong, họ sẽ khổ khốc liệt. Lúc này có hối hận thì cũng đã muộn. Những phong tự sát rất khó có được cơ hội sinh làm người. Bởi thân người khó được mà họ lại chẳng biết trân quý, tự đi tìm cái chết, phụ bỏ thân người, phụ bỏ cơ hội sống nhân nghĩa lương thiện, phụ bỏ ân dưỡng dục của cha mẹ. Người tự sát còn gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho nhân gian, nên họ thường phải sinh vào cõi thú, không dễ mang thân người. Hướng Phật xin công tác. Tôi học Phật được mấy năm, do gần đây con trai bị bệnh, tôi đã đem cháu đi chữa trị khắp nơi nhưng vô hiệu. Sau này tình cờ lên net nhìn thấy trang web Tiểu Viện Sơn Tây của Phật giáo, tôi bèn thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng đem về nhà đọc, với hy vọng biết đâu may gặp thuốc hay có thể cứu được con. Thế nhưng vừa mới lật vài trang đã thấy quá khó, do văn từ nhiều, lại là chữ phồn thể, hơn nữa trong đây còn miêu tả rất nhiều loài quỷ thần, hoàn toàn trái ngược với thuyết vô thần và quan niệm của thế giới hiện đại mà tôi từng học trong trường. Đọc kinh không hiểu nên tôi rất muốn nghe giải thích, vì vậy tôi bèn lên mạng tìm trang web giảng giải kinh của sư Tịnh Không. Kể từ đó tôi được lợi rất nhiều. Rõ ràng nhất là sức khỏe tôi được cải thiện tốt hơn.
Trước đây, tôi theo phong trào giảm cân, ăn kiêng, nhưng không giảm mập, còn khiến bao tử, ruột bị bất ổn. Trong người nóng, sinh chứng bí tiểu, không còn khí lực, sức khỏe rất tệ. Tụng kinh được mấy năm, tôi thấy sức khỏe mình chuyển tốt hẳn lên, đặc biệt là bệnh của con trai. Khi ở trong thành, tôi vô phương chữa trị chứng co rút của cháu. Lúc về quê thì tình cờ gặp một vị đông y vô cùng hiền thiện. Trải qua gần một năm chẩn trị, bệnh tình thằng bé hồi phục hết 9 phần 10. Đây cũng là động lực khiến tôi càng kiên trì tu học Phật. Năm nay, vì lý do cá nhân, tôi nghỉ việc, ở nhà ngót 6 tháng. Sau đó tôi quyết định đi tìm việc mới. Nhưng một kẻ không có sở trường chuyên môn như tôi lại ở vào độ tuổi trung niên, không có tài gì vượt trội lớp trẻ, nên tôi có cảm giác nếu không khéo sẽ bị xã hội đào thải. Bởi vào những năm 2008-2009, các thế hệ hậu bối nhân tài xuất hiện đầy, nên một phụ nữ trung niên như tôi muốn tìm được công tác thích hợp không phải là chuyện dễ. May mà tôi được nghe Phật Pháp, gặp thầy chỉ dạy, nên hiểu tất cả đều là nhân duyên. Vì vậy mà có thể quẳng gánh ưu tư để vui vẻ sống. Trong lúc lên nét tình cờ, tôi nhìn thấy các pháp hữu, huynh đệ khác cũng đăng tin trao tìm việc, xem rất hay, lạ và thú vị. Thế là tôi cũng bắt chước, tự thảo một tờ đơn tìm việc như sau. Tôi rất mong tìm được việc theo tiêu chuẩn: 1. Chánh nghiệp, chánh mạng. 2. Chỗ làm gần nhà để có thời gian học Phật. Xin phát nguyện: 1. Mỗi một cử tâm động niệm đều luôn cẩn thận, nguyện đoạn ác tu thiện, cầu sinh tịnh độ. 2. Hằng ngày xin tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật từ một tiếng đồng hồ trở lên, lạy Phật trăm lễ. 3. Nếu có được công tác rồi thì mỗi tháng sẽ trích ra 20% thu nhập dùng làm từ thiện, in ấn, phóng sinh, cứu bần, vân vân. Tờ nguyện vọng công tác tôi viết giản đơn, bởi vì thấy mình không có phúc báu nên chẳng dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong được chỗ làm gần nhà, có thời gian chăm sóc gia đình và tu học thì quý rồi. Tờ đơn tìm việc viết xong, tôi cứ theo công khóa ấn định trong đó mà thực hành. Nếu có thông báo tuyển người thì sẽ thấy trên mạng. 2 tuần trôi qua chưa có kết quả gì. Đến tuần thứ 3, thấy trên mạng có nhà nọ thông báo tuyển dụng. Nhưng xem lại điều kiện, tôi thấy không hợp với mình nên chẳng xin vào. Lại mấy ngày trôi qua, có đơn vị nọ thông báo tuyển dụng. Tôi thu hết can đảm viết đơn xin việc, gửi đi. Nào ngờ được công ty hồi đáp, mời đến gặp mặt thử. Sau đó tôi vào sở làm như hiện nay. Sáng 9 giờ, chiều 5 giờ, chỗ làm cách nhà 45 phút lái xe, y như tâm nguyện mong muốn của tôi. Vì đây là công tác giúp đỡ người, thuộc chánh mạng, chánh nghiệp. Tôi nhớ đến lời sư Tịnh Không từng nói, trong Phật môn có cầu tất ứng. Nếu cầu bất ứng, vấn đề là do nơi chúng ta. Hiện tại tôi đã đi làm việc được 2 tháng rồi. Xin cảm ơn chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên, Thiện Thần, cảm ơn chư Pháp Sư đã hết lòng dạy dỗ con. Đệ tử Tam Bảo, ngày 10 tháng 1 năm 2016. Tâm sự người vợ. Bài tự thuật này là của Viên Viên, hội viên đoàn Tâm Thượng Liên Hoa. Chị ngày xưa đã trải qua kinh nghiệm thống khổ tận cùng. Sau đó, may gặp thiện tri thức, chị phát tâm sám hối, tu trì, sửa lỗi và từng bước mài luyện tâm. Đến nay, chị hoàn toàn thay đổi, được hoán cốt trùng sinh. Sau đây là lời kể của chị. 1. Tự làm tự chịu. Lúc còn là thanh nữ ở nhà, tôi sống rất bất hiếu, do phụ thân có tính nóng nảy. Khi vui thì cư xử tốt với mẹ con tôi, nhưng hễ lên cơn giận
thì không đánh cũng là quát tháo mắng chửi, khiến Tô Mang cảm giác sống không an toàn, tâm tư luôn bị áp chế kìm nén. Do vậy mà tôi thường tránh mặt phụ thân, hiếm khi chịu trò chuyện cùng ông. Hễ vừa thấy ông là tránh ngay. Tôi không hề nghĩ đến cảm thọ của cha, không hề biết điều này sẽ làm ông tổn thương, khó chịu. Sau này, từ An Huy, tôi chuyển đến Thượng Hải sống và quen biết người chồng hiện tại bây giờ. Mới đầu, hàng ngày chúng tôi nhắn tin cho nhau, bỏ nhiều thời gian trò chuyện qua phone. Tình cảm ngày càng thấm thiết, hơn một năm thì kết hôn. Kết hôn xong, tôi sống chung với ba mẹ chồng. Mới đầu qua giai đoạn khách sáo, rồi thì bầu không khí chuyên chế, hung hãn, áp bức, nghi ngờ bắt đầu vây bủa quanh tôi. Chồng tôi bận đi làm, đến tối mới về. Tôi đa nghi như Tào Tháo, nên hay nghi thần nghi quỷ, không ngừng gọi điện cho anh. Bây giờ nghĩ lại, đây cũng do tôi lớn lên từ gia đình có cảm giác không an toàn. Lại thêm tôi chưa hiểu Phật Pháp, quen chìm trong vô minh, không biết tỉnh giác, kiểm soát tự ngã. Tôi lúc đó rất lười nhác, can sở về nhà thì lo ngủ, ngủ cho tới lúc ăn cơm còn không muốn thức dậy. Mẹ chồng kêu ra ăn cơm, tôi vẫn không vui. Bản thân tôi hễ cho ra chút gì là luôn muốn được nhận lại, không thu được chi thì ôm phiền vào lòng. Có lần tôi còn đến công ty của chồng mách chuyện, không hề nghĩ mình làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt nơi đơn vị anh. Chồng tôi rất tức giận, lại thêm những mâu thuẫn trước đây tích lũy, khiến anh rất khó khăn. Kết quả, đây là lần đầu anh đề nghị ly hôn. Đương nhiên tôi chẳng đồng ý, mặc dù bên ngoài tôi giả bộ nhún nhường, nhẫn nhịn, nhưng trong lòng tôi rất tức giận. Cảm thấy bọn họ, tất cả nhà chồng đều có lỗi với tôi. Đã cưới tôi về, vì sao không cho tôi vui vẻ? Mặt mày tôi cả ngày u sầu, nhất là mỗi khi nhìn thấy mẹ chồng thì hận không được lập tức chạy về phòng đóng cửa lại ngay. Lúc ăn cơm, chồng tôi là khó khăn nhất, vì phải ngồi giữa hai người đàn bà nghịch nhau nên sắc mặt rất khó coi. Vì vậy mà anh về nhà càng lúc càng muộn. Chuyện đi vắng, du ngoạn ngày càng nhiều, khiến tôi oán khí trong lòng ngày càng lớn. Kết hôn được hơn một năm, tôi sinh ra đứa con gái. Đây đúng ra phải là một việc hạnh phúc, nhưng những ngày tháng thống khổ của tôi lại bắt đầu. Bởi vì đối với mọi sự tình, tôi luôn nhìn theo chiều hướng xấu. Mẹ chồng chăm sóc tôi suốt thời gian ở cữ. Bà có bệnh suy nhược thần kinh, tối hay bị bớt ngủ. Cha chồng còn phải đi làm, nên các việc trong nhà, bồng cháo nấu nướng đều do bà lo. Tôi còn oán bà buổi tối không chịu trông cháu. Hết tháng ở cữ rồi, tôi chăm sóc con, càng cảm thấy mẹ chồng chỗ nào cũng muốn gây khó dễ cho mình. Hễ tôi xem tivi, bà cố ý nghiêng người không cho tôi xem. Tôi thay đồ cho con rồi, bà lại cố tình thay cho cháu bộ khác nữa. Bây giờ nghĩ lại, thực ra những việc mẹ chồng làm là không có gì sai. Tất cả đều do tôi quá nhạy cảm, quá đa nghi, tự mình suy diễn chủ quan thôi. Lúc đó, mỗi lần về nhà thăm cha mẹ ruột, tôi luôn than kể mẹ chồng và phu quân đối với tôi không tốt. Mẹ tôi yêu con gái nên bênh tôi và nghiến răng trách họ. Cha tôi ở cạnh cũng nổi lôi đình theo. Khi con tôi được 6 tháng, tôi đòi đi làm, đem con giao cho mẹ chồng. Vì không muốn gặp mặt mẹ chồng, nên tôi cứ sớm đi tối về. Chồng và con tôi đều chẳng quản. Cuối cùng dẫn tới một ngày, xung đột bùng phát. Mẹ chồng thấy tôi cả ngày chẳng quản gia đình, cũng chẳng lo cho con. Bà hết nhịn nổi, bèn tìm đến nhà tôi để mắng vốn. Do trước đó tôi đã ca cẩm nhà chồng rồi, nên khi mẹ chồng tôi vừa vào đến cửa thì mẹ tôi nổi đoá, gây cãi với bà, âm ỉ tới mức đồ đạc bị ném tung ra ngoài.
Lần xung đột này mở màn cho chồng tôi cùng đứng lên bên mẹ. Anh kiên quyết yêu cầu ly hôn. Hơn nữa còn cấm không cho phép tôi ngủ lại trong nhà họ. Một mình tôi thuê nhà ngủ bên ngoài. Con gái không thể gặp, chồng cũng không thể đến. Tôi còn phải đối diện với sự truy hỏi và tức giận của cha mẹ. Lúc đó, trong lòng tôi có hối hận, nên đã ngỏ lời xin lỗi với chồng. Phu quân tôi rất tốt, anh cho tôi tiền thuê phòng. Mỗi cuối tuần đều để tôi được gặp con gái. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh và mẹ chồng tôi thật là từ bi, khoan hồng độ lượng. Duy chỉ lần này, bất kể tôi cầu xin thế nào, anh vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Hằng ngày tôi thu thủi một mình trong phòng thuê, ngồi khóc mướt. Ngày nào cũng chỉ ngủ 3-4 tiếng, khóc mệt thì ngủ, sau đó thức dậy thì tiếp tục khóc ướt đẫm chiếc gối. Tôi nhớ con gái, trong lòng đau như dao cắt. Đầu tóc tôi chỉ mấy tháng mà bạc đi rất nhiều. 2. Càng đi càng sai. Chìm trong mê muội thống khổ cực đoan, tôi bỗng nhớ tới Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Thế là vội đến chùa chiêm lễ tôn tượng từ bi của Ngài, rồi thỉnh một tượng nhỏ của Ngài về thờ. Hằng ngày đứng trước Ngài lễ bái. Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu thế nào là tu hành chân chánh theo Phật Pháp. Chỉ nghĩ rằng lễ trước Ngài như vậy là tin Phật, Ngài sẽ chúc phúc cho tôi. Không ngờ đối với một kẻ hiểu biết Phật Pháp cạn cợt như tôi mà Bồ Tát cũng rủ lòng xót thương gia hộ. 3 tháng sau, chồng tôi nghe bạn bè khuyên giải, chẳng đòi ly hôn nữa. Lúc đó, tôi tuy có ý hối hận và mừng vui vì nguyện ước đạt thành, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa cam tâm. Con cảm thấy mình là kẻ bị hại, là một nàng dâu trẻ bị bên chồng ức hiếp đuổi ra khỏi nhà. Tôi ở ngoài thuê nhà cư ngụ ngót 3 năm. Trong 3 năm này, chồng tôi cũng thành ra ở 2 chỗ. Những tình tiết trong đây khó mà kể hết. Sau 3 năm, nhà cũ bên chồng tôi được phá bỏ, giải tỏa, di dời định cư, nên chúng tôi được chia một căn nhà. Lúc đó tôi nghĩ, bây giờ cuối cùng đã có thể không còn phải ngủ chung với mẹ chồng nữa. Tôi không nhìn thấy mẹ chồng, tóc ngày một bạc, hình dung tiều tụy, thân thể gầy ốm, đối với những gì bà đã hy sinh cho con trai. Lúc đó, tôi nghĩ rằng tất cả bất hạnh của mình là do bà tạo ra. Thế nên, tôi tự tạo nghiệp chướng hết chỗ nói, mang tâm tư đó thì bi kịch chắc chắn phải xảy ra. Trong thời gian sửa sang nhà mới, chồng tôi để tôi quản lý phụ lo. Nhưng tôi bất kể, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào một điều là trên giấy tờ nhà có viết tên tôi hay không. Chồng tôi nói muốn làm giấy tờ nhà thì nội giao tế chi phí cũng tốn mấy vạn. Hiện tại anh chưa có đủ tiền nên khuyên tôi hãy đợi mấy năm nữa hẳn làm giấy, không cần phải gấp. Tôi nghe anh nói vậy rất tức giận, bắt đầu nghi ngờ anh. Tôi không thèm nấu cơm cho anh ăn, hằng ngày chiến tranh lạnh. Con gái tôi cũng không thèm quản. Trong óc tôi toàn chỉ nghĩ, anh chẳng làm giấy tờ nhà chính là không thực lòng sống với tôi. Càng nghĩ càng tức, ôm đầy sầu muộn, dường như khí giận khiến tôi bị ưu bướu tuyến sữa. Khi đi khám thì tế bào đã biến dị, phải chữa hóa trị đan xen. Bác sĩ nói, để muộn 6 tháng sẽ khó trị. Trong một lần chồng tôi muốn ăn cơm mà tôi không thèm nấu, nên xảy ra xung đột. Anh nhịn hết nổi đã ra tay đánh tôi. Tôi liền báo cảnh sát. Sau đó tôi càng nghĩ càng uất, bèn đến hội phụ nữ than oán mẹ chồng do chẳng nghĩ đến hậu quả. Trong lúc bực tức, tôi tìm đến đài truyền hình rêu rao trên tiết mục hòa giải, kể oán mẹ chồng đủ điều gây ra ảnh hưởng và tai tiếng cực xấu cho mẹ chồng. Bây giờ nghĩ lại, đúng là lúc đó tôi không bằng cầm thú. Thuở tôi và chồng mới quen nhau, anh từng khuyên tôi đi học kế toán và sắp xếp cho tôi đến công ty bà con anh để học, giúp tôi biết rành việc sổ sách. Kết hôn rồi thì anh tài trợ cho tôi học đại học tài chính,
Sau đó, nhờ có mẹ chồng giúp trông con, nên tôi mới toàn tâm toàn ý học thành tài. Khi mẹ ruột tôi bị bướu bao tử, chồng tôi đã lo giúp cho bà nhập viện, tìm bác sĩ hay chữa trị, mua thuốc. Việc mua thuốc men lúc đó khó khăn, dù có tiền cũng khó mua được. Mẹ chồng còn giúp tôi tìm phòng thuê hạ giá, để cha mẹ tôi xuất viện rồi có thể cư trụ an lạc. Tất cả đều là đại ân đức, nhưng tôi lại đối với họ thế này. 3. Gặp Phật Pháp được trùng sinh. Do vụ đứng tên giấy tờ nhà và con gái đi học mà tôi xảy ra tranh chấp không ngừng với chồng, cộng thêm những uất ức oan khuất trước đó, nên trong cơn tức giận không nghĩ đến hậu quả, tôi đã đến pháp viện đệ đơn ly hôn. Khi chồng tôi nhận được giấy tòa đòi, liền tìm tôi bàn bạc, nhưng tôi tránh mặt, chẳng thèm nói chuyện với anh. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc đó tôi thiệt vô minh hết chỗ nói. Do tôi luôn có cảm giác không an toàn, cộng thêm bản tính hay cho mình là trung tâm, thực ra tôi cần tiền, cần nhà, cần con, chứ không hề muốn ly hôn. Tôi chỉ muốn chồng quan tâm tới mình, nghe mình mà thôi. Trong thời gian đó, tôi đúng là sống không bằng chết. Nghĩ lại mình trước đây vốn là một cô gái thuần khiết, bị cả nhà họ áp bức đến nỗi biến thành như thế này. Thế nhưng vì sao lại đến nước này? Làm thế nào mới đúng? Sâu thẳm trong đáy lòng tôi có cảm giác mình làm vậy là không đúng, nhưng lại không tìm ra đáp án. Trong thống khổ mê muội, tôi lại đến chùa lễ Bồ Tát. Vẫn là giống như trước đây, tôi cứ khấu đầu lại cầu Bồ Tát gia hộ chỉ điểm phá mê. Lần này tôi tiến thêm một bước là kết duyên cùng Phật Kinh. Một cuốn thiện thư, không phải kinh Phật, ngày đó hấp dẫn tôi. Ngoài bìa có đóa sen trang nhã, tôi nhìn rất ưa. Đó là cuốn Tâm Thượng Liên Hoa Thứ Đệ Khai tập 6. Mỗi câu chuyện trong sách thu hút hấp dẫn tôi, khiến tôi đọc đi đọc lại ngót mấy lần. Nhất là trong đây có một bài viết của một người vợ có cảnh ngộ giống hệt như tôi, nói lên nỗi niềm thức tỉnh giác ngộ, tự nhìn ra lỗi. Tôi cảm thấy mình thua xa cô vợ kia, vì cô ta phản tỉnh thật là sâu sắc. Tôi nghĩ đến những điều mình đã làm, lương tri bắt đầu thức tỉnh. Sau khi về nhà, tôi ngồi kiểm điểm lại bản thân một hồi, rồi bật khóc to. Lần này không phải là khóc vì oan khuất, mà vì cảm thấy mình có lỗi với người quá nhiều, thật quá nhiều đi. Tôi là kẻ vô ân, những gì người làm cho mình thì luôn cho là lẽ đương nhiên. Tôi sống không có trách nhiệm với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ chồng. Là con không tròn hiếu đạo, là vợ không tròn bổn phận, nhìn góc độ nào tôi cũng đều không tốt. Khi tôi nhận ra mình đã sai quá mạng thì vội vàng đi rút đơn kiện lại. Nhưng đã muộn, tôi vừa rút đơn thì chồng tôi cũng đã nộp đơn khởi tố, còn dứt khoát bảo tôi: "Anh đã tha thứ cho tôi vô số lần, nhẫn nhịn tôi vô số lần, anh chịu đựng quá đủ rồi, nên kiên quyết ly hôn." Bây giờ tất cả xem như vô phương cứu chữa. Tôi cảm thấy mình thực tại quá thống khổ, không ai có thể hiểu, thông cảm cho. Thế là ngay trong ngày xét xử, tôi uống hết một liều thuốc ngủ, viết một phong thư tuyệt mệnh, rồi nằm trên giường liệm đi. Trước thời gian tự sát, tôi được Liễu sư tỷ dìu dắt, hướng dẫn đến chùa kết duyên với kinh Địa Tạng. Ngày nào cũng tụng, hy vọng Bồ Tát từ bi không bỏ rơi tôi. Đồng thời, tôi cũng cố gắng tham gia đội Liên Hoa. Trong ngày cuối cùng, tôi có biểu lộ ý nghĩ lìa bỏ thế giới này. Sau đó tôi được biết, trong suốt 2 ngày tôi hôn mê, các pháp hữu trong đội luôn tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho tôi. Các đồng nghiệp bạn thân thấy tôi 2 ngày rồi không tới sở làm mà liên lạc tôi cũng không được, nên họ lo lắng cùng tới nhà tôi thăm thử. Phát hiện tôi đang hôn mê bất tỉnh nên vội chở tôi đến y viện cấp cứu. Đúng là chư Phật Bồ Tát không hề bỏ rơi tôi, nhờ vậy mà tôi được cứu sống. Mấy ngày trước khi tự sát, tôi từng gửi tiền phóng sinh cho đoàn Liên Hoa.
có lẽ nhờ ý thiện muốn mở con đường sống cho loài vật, mà trong vô hình cũng đã mở sinh lộ cho chính tôi. 4. Bắt đầu chuyển đổi. Phu quân tôi yêu cầu khởi tố ly hôn, song do tôi tự sát nên bị hoãn lại. Thế nhưng việc gì đến phải đến, không thể do tôi thực sự nhận ra sai lầm mà cứu chữa được ngay. Tại pháp đình, dù tôi khóc lóc van xin thế nào, chồng tôi vẫn lạnh như băng, không mảy may xúc động. Anh thẳng thừng nói không còn chút cảm tình nào với tôi. Lời lẽ lạnh lùng, ánh mắt băng giá càng khiến tôi khóc ngất. Tôi kiên quyết không đồng ý ly hôn. Lúc đó tòa cũng không phán ly hôn, chỉ bảo tôi có cố níu kéo cũng vô nghĩa thôi. Nếu sớm biết có ngày nay thì ban sơ đừng làm vậy. Hôm đó tôi khóc sướt mướt cho đến khi về tới nhà, vẫn còn khóc mãi, khóc đến không còn sức để khóc nữa, thì nằm chết dí trên giường mà rên rỉ. Trong thời gian này, một mình tôi cô lẻ ngủ tại căn nhà mới, chồng và con tôi ở bên nhà chồng. Phu quân hầu như không nói chuyện cùng tôi, có nói gì thì chỉ là yêu cầu ly hôn. Tôi chỉ có thể gặp con gái mỗi cuối tuần một lần. Tinh thần và sức khỏe tôi cực kỳ tồi tệ, mặt mày ảm đạm, không còn chút sinh khí. Mỗi lần con gái gọi điện tới nói nhớ mẹ, tôi đều khóc, khóc đến không còn sức để khóc. Đêm đến, tôi thường mất ngủ, dù có ngủ cũng luôn thấy ác mộng, thức dậy thì lại bắt đầu khóc tiếp. Ban ngày, tôi luôn rơi vào ưu tư sầu khổ, hễ nghĩ là nhớ tới những điều sai mà tôi đã làm trong quá khứ, không kềm được, toàn thân phát run, thở cũng không nổi, mồ hôi tuôn đầy, chẳng muốn ra khỏi cửa. Tôi rất sợ gặp người. Cả thân tâm đều bị dày vò bởi niềm xấu hổ, không thể tưởng tượng được rằng mình có thể sống tiếp trong tương lai. Điều khiến tôi cảm động nhất là cho dù tôi xấu xa như thế, chư Phật Bồ Tát vẫn từ bi không bỏ rơi một chúng sinh đang quẫy đạp trong đau khổ như tôi, vẫn nhất định cứu tôi. Các sư trưởng, bằng hữu thân thiết cũng không lìa bỏ tôi, từ bi giúp tôi. Các pháp hữu trong đội Tâm Thượng Liên Hoa cũng không bỏ rơi hay ngại tôi làm phiền chi, ngược lại còn rất nhẫn nại hướng dẫn tôi. Dưới sự dìu dắt của chư pháp hữu Phật tử, tôi ra sức sửa lỗi đổi mới, khởi sự tụng kinh Địa Tạng, tụng mỗi ngày, hơn nữa còn sao chép lễ lại Bồ Tát Địa Tạng Vương, viết ra những cảm ngộ nhờ tụng kinh mà tâm chuyển hóa. Ở trước chư Phật Bồ Tát, tôi thành tâm ăn năn sám hối những lỗi sai của mình, phát nguyện sửa lỗi đổi mới. Khi tôi hồi tưởng đến những lỗi bất hiếu trong quá khứ của mình, tôi chìm đắm trong khổ sầu, không ngoi lên được, đến tụng kinh chẳng nổi. Các pháp hữu khuyên tôi, những sai lầm trong quá khứ đã vô phương cứu chữa và nhân quả hiện tại cũng đã trừng trị tôi rồi. Tại nơi đây, tôi đặc biệt muốn cảm ơn các pháp hữu trong đội Liên Hoa, nhất là sư tỷ Tố Tâm. Trong tháng ngày khốn khổ cực cùng của tôi, chị Tố Tâm luôn kề vai sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm tu hành của chị nơi nhà mẹ chồng để khuyến khích cổ vũ tôi, đem đến cho tôi sự phụ trợ lớn lao không gì có thể sánh. Nếu như không nhờ chị, có lẽ tôi khó thể chuyển đổi nhanh như thế này. Chị Tố Tâm dạy tôi nên bắt đầu sửa đổi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, chẳng hạn như phải quét dọn nhà sạch sẽ, phòng ốc giữ thanh khiết, vật gì không cần thì thanh lý cho đi. Khi tôi quét nhà, lau dọn, tôi có cảm giác như đang lau chùi tâm mình, quét sạch hết mọi ô uế ra khỏi tâm, sau đó thì niệm Phật, tâm mới tịnh hóa. Còn có pháp hữu khuyên tôi đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, bảo tôi hãy để tất cả lỗi lầm chết theo ngày hôm qua, xem hôm nay là một ngày mới bắt đầu, rằng nghiệp lực tuy lớn nhưng nguyện lực từ bi của chư Phật Bồ Tát còn lớn hơn. Hãy đem nỗi niềm cảm ngộ tri ân chư Phật Bồ Tát theo mình, để khi đi đường, ngồi xe, làm cơm, nấu bếp hay quét dọn,
nghĩa là làm gì trong bất cứ thời khắc nào cũng phải âm thầm niệm Phật, nên hành xử tương xứng với lòng từ và trí huệ của chư Phật Bồ Tát, và nguyện đem phúc điền này hồi hướng cho chúng sinh. Cứ thế, từng bước, tôi khuôn tập thói quen tốt này, tâm tư dần chuyển sáng. Tôi thực sự ý thức, làm tổn hại người chính là tự làm tổn hại mình. Muốn sửa quan niệm ích kỷ xa xưa của mình, tôi không nóng nảy hấp tấp, không cho mình là trung tâm, luôn đặt mình vào vị trí người mà thông cảm, hiểu thấu, khoan dung, nhẫn nại, chịu khó với người. Tôi thường quán sát kiểm lỗi nội tâm mình, hễ vừa khởi niệm xấu thì lập tức sám hối để tiêu trừ ngay. Lo buông bỏ ngã chấp, học và hành theo gương từ bi trí huệ của chư Phật Bồ Tát, chỗ chỗ đều nghĩ cho người, học cách sống, biết tri ân và báo đáp. 5. Sửa lỗi, học tri ân. Ngẫm kỹ lại, trước đây tôi có rất nhiều điều không phải. Là con thì bất hiếu, chẳng quan tâm cha mẹ. Làm dâu thường xung đột mẹ chồng, làm vợ không dịu hiền. Hiện thời tôi cần làm tròn bổn phận mình, thậm chí phải làm cho chu đáo, ưu tú. Đầu tiên tôi phải sửa đổi với gia đình. Sau đó thì tôi chẳng quan tâm tới việc có ly hôn hay không. Bất kể chồng tôi quyết định thế nào, tôi đều phải sửa lỗi, đổi mới, lo hoàn thiện bản thân mình, chứ chẳng phải vì muốn không ly hôn mà sửa. Bởi trong quá khứ tôi đã làm sai, đã mang lại nhiều thống khổ cho người bên cạnh. Vì vậy mà tôi muốn chuộc tội bằng cách sửa đổi chính mình. Dù thế nào, tôi cũng phải làm chu toàn trách nhiệm của mình. Nếu như duyên phận chúng tôi đã hết, anh muốn ly hôn, thì tôi xin chiều ý và chân thành chúc anh hạnh phúc. Tâm được bình hòa lại rồi, tôi không còn chấp trước hay muốn thủ riêng gì nữa. Dần dần những ưu tư trói buộc tôi càng ít đi. Hồi xưa mỗi ngày cứ khoảng 3 giờ chiều là tâm tôi suy sụp buồn bã, cứ muốn khóc, muốn phát khùng, thậm chí muốn tự sát. Giờ đây các suy nghĩ tiêu cực này ngày càng ít đi. Cho đến qua năm mới thì không còn nữa. Ban đêm tôi cũng không còn mất ngủ hay nằm thấy ác mộng chi, mà ngủ rất ngon, khiến các bạn bè và sư trưởng chung quanh đều khen tôi thay đổi lạ đến mức hầu như không còn giống diện trước. Sắc diện cũng trở nên đẹp hơn. Trong công tác, tôi đối với công ty, đồng sự quan tâm nhiều hơn, nhiệt tình, chăm chỉ, mối quan hệ giao hảo rất tốt. Về công tác cảm thấy rất thuận lợi, trong sinh hoạt càng lúc càng chan hòa lòng yêu thương, tri ân, từ bi. Nhưng quá trình sửa lỗi của tôi, kể thì thấy dễ vậy, chứ trong thực tế tôi thường phải tập tành, làm đi làm lại nhiều lần. Vì chỉ cần một chút không cẩn thận là mất tỉnh giác, tập khí mê muội hồ đồ sẽ bộc phát y như xưa và khiến tôi làm sai. Có một dạo tôi chìm trong chấp trước, đắm trong thống khổ mà chẳng thể ngóc đầu lên. Những lúc đó tôi rất phiền muộn nên tìm chị Tố Tâm nhờ tháo gỡ giùm. Hồi đầu có lần tôi nhắn tin cho chồng rất lâu mà không thấy hồi âm, tôi nhân đoạn đó bị chìm vào vực thẳm buồn sầu. Chị Tố Tâm khuyên phải tin chư Phật Bồ Tát, chỉ bảo tôi tụng 21 biến tâm kinh để dừng vọng niệm. Hãy y theo Phật Pháp dạy mà làm đúng bổn phận con gái, nàng dâu, vợ hiền. Tôi cũng đến nhà cha mẹ ruột sám hối với phụ thân vì trước đây cư xử lãnh đạm, làm ông buồn. Tôi khóc, phụ thân cũng khóc. Tôi nói mình bất hiếu, đã biết lỗi sai, xin phụ thân tha thứ. Cha tôi bảo, biết sai là tốt, ông tha thứ cho tôi. Hiện nay, tôi và song thân cảm tình rất tốt, tính cáu gắt của phụ thân cũng đỡ rất nhiều. Tôi nhắn tin cho chồng và mẹ chồng, cảm tạ đại ân đại đức của họ, cảm ơn họ quan tâm chăm lo cho con gái tôi, hướng họ sám hối những lỗi sai của mình. Tất nhiên bên chồng tôi không thể nào chấp nhận ngay được. Tôi hiểu, bằng cách dày ba thước có thể làm tan chảy mau trong sớm chiều,
bởi trước đây tôi đã làm họ tổn thương quá sâu. Mới đầu, mỗi cuối tuần khi tôi đến đón con gái, mẹ chồng không cho tôi vào cửa, còn các món quà tôi mua đem đến biếu, bà đều bỏ ngoài cửa. Lúc đó trong lòng tôi nghĩ, cho dù mẹ chồng có đánh hay chửi mắng hoặc ném đồ vào tôi, thì tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tặng quà. Bởi tất cả những gì tôi làm bây giờ là để cứu chuộc, tạ lỗi mà thôi. Dần dần, mẹ chồng đã chịu gọi điện tới, dặn tôi mua thứ này, thứ nọ, những đồ cần cho việc học tập của con gái đem đến. Cuối tuần, khi chồng tôi tới đón con, anh cũng ghé vào nhà xem tivi đôi chút. Mặc dù không trò chuyện cùng tôi, không ăn cơm tôi nấu, thì tôi cũng rất cảm ơn rồi. Tôi luôn giữ nhà cửa sạch sẽ. Anh tới thì tôi luôn pha trà nóng bưng lên mời. Do anh thường đi làm, tôi bảo anh để y phục dơ cho tôi giặt. Giải thích là mẹ đã rất cực nhọc rồi, nên để tôi làm tiện hơn. 6. Cải biến triệt để. Khi trong lòng không còn đòi quyền lợi cho mình, toàn tâm toàn ý chăm sóc người, chỉ muốn biểu lộ lòng tạ ơn, chỉ muốn làm được chút gì đó cho người. Hành vi này đã khiến nội tâm tôi hoàn toàn chuyển biến và người cũng cảm nhận được lòng tôi. Cuối năm này, chồng tôi ghé qua, tất nhiên không ăn cơm mà sẽ dùng tiệc tất niên bên chú. Anh cũng không mời tôi đi, tôi cũng chẳng giận, còn làm bánh ngon gửi tặng. Sau đó, mình tôi ở nhà quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đợi anh và con gái ăn tiệc xong quay về. Qua mấy ngày sau, anh nói muốn tôi viết đơn nhận lỗi, muốn tôi chủ động từ bỏ quyền sở hữu nhà cửa. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa, trong lòng rất vui vẻ vì anh đã cho tôi cơ hội sám hối. Tôi viết 2 đêm thì xong. Lúc này chồng tôi chủ động nói sẽ tặng tôi 20% sản quyền, nhưng tôi không hề yêu cầu, còn xác nhận mình tự nguyện buông bỏ tất cả sản quyền phòng ốc. Trước đây tôi xem trọng nhất là tài sản, nhưng bây giờ tôi thực tâm muốn buông bỏ hết mọi vật chất mà xưa kia tôi rất chú trọng. Bạn biết không, buông xả rồi thì trong lòng phi thường thoải mái, nhẹ nhõm. Tôi tận hưởng niềm kinh an khoái lạc chưa từng có. Đây là điều tôi thu được quá lớn lao. Qua xuân tôi vẫn kiên trì làm những gì cần làm. Quét dọn vệ sinh, lau nhà sạch sẽ, nhiệt tình làm cơm nấu bếp. Tôi lưu tâm nghiên cứu các món chay ngon để nấu đãi người. Ngày xưa tôi vốn là cô gái lười nhác, nhưng bây giờ dù anh chỉ ghé thoáng qua, thì thức ăn, nước uống, chăn mền, ghế, giường tôi đều giữ sạch sẽ. Bất kể anh có đến ở hay không, có dùng cơm hay không, thì tôi luôn làm mâm cơm tươm tất để sẵn. Lâu dần, anh cũng nhận ra tôi có thay đổi, bắt đầu giao hảo tốt hơn. Một ngày trung tuần tháng 3 năm nay, hôm đó trời rất đẹp. Anh bỗng đến bảo tôi thu xếp hành lý, giải thích là bạn anh vừa mua xe, mời cả nhà chúng tôi đồng đi du ngoạn. Tôi ngoan ngoãn chuẩn bị hành lý, dẫn con gái cùng đi. Trong chuyến du hành, anh mua kẹo mạch nha cho tôi ăn. Nhưng mạch nha dẻo quá nên tôi ăn lúng túng, dính tùm lum, khiến anh bật cười. Chúng tôi du ngoạn rất vui. Con gái tôi rất vui sướng, cả ba chúng tôi cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mấy năm rồi chưa từng có. Từ lần đi chơi đó về, anh bắt đầu ăn cơm tôi nấu. Chúng tôi bắt đầu giao lưu cảm thông nhiều hơn. Năm nay, ngày mùng 1 tháng 5, tôi và chồng đồng lên núi lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương, ngủ lại núi một đêm. Buổi khuya nghe trong chùa tụng kinh khóa sáng, trong lòng đối với Bồ Tát bỗng thấy lưu luyến vô hạn. Tháng 10 năm nay, em gái tôi sắp kết hôn, chúng tôi hẹn nhau sẽ đi bái Bồ Tát Địa Tạng. 7. Hạnh phúc như mơ. Bây giờ trong cuộc sống, chỗ nào cũng nhìn thấy tấm lòng tốt của chồng tôi bàn bạc. Khi anh ở nhà, thì từ sáng sớm đã thức dậy, nấu nước nóng, pha trà, đặt bên cửa sổ,
đợi con gái và tôi thức dậy rồi, thì có trà ấm nóng để uống. Khi tôi và con gái đi đánh răng rửa mặt, thì anh vào xếp mền. Tôi bảo anh đừng xếp, để đấy lát nữa tôi làm. Nhưng anh dịu dàng nhìn tôi, vừa gấp xong cái mền. Tôi thật là không tròn phận vợ. Khi tôi tình cờ nói thích ăn sầu riêng, thì hôm sau anh lập tức mua về, còn mua thêm quả vải to ở tận sân trúc. Anh giải thích, phải ăn sầu riêng chung với trái vải sân trúc, như vậy mới tốt, nếu không sẽ dễ bị nóng lắm. Anh thật là ông chồng chu đáo quá đi. Đúng lúc bạn bè tới thăm, tôi cùng họ dùng sầu riêng. Từ sở làm anh gọi điện về, hỏi tôi ăn có ngon không. Không phải vì lời hỏi thăm mà chính cung cách thể hiện tấm lòng quan tâm ân cần của anh khiến tôi thấy ấm áp vô hạn. Bây giờ mẹ chồng hàng ngày đều thay tôi đón con gái giùm. Bà dành cho tôi rất nhiều sự thoải mái. Để tan sở, tôi có thể đi làm những gì mình thích. Tôi thầm tri ân bà. Mẹ chồng còn luôn gọi điện dặn tôi chú ý. Khi trong người bị nóng thì phải ăn gì, bụng không thoải mái nên ăn gì. Thật là nhà có người già như có trân bảo vậy. Bình thường trong sinh hoạt, chồng tôi rất tế nhị. Anh quan tâm lo cho tôi từng chút, luôn kiểm tra xe để tôi chạy an toàn. Khi tôi đi họp bạn, anh âm thầm nhét tiền vào bóp tôi, sợ tôi không đủ dùng. Ngày cuối tuần, anh chẳng nói lời nào, dẫn tôi đi đến tiệm quần áo. Tôi ngỡ anh muốn mua y phục cho mình, ai ngờ anh toàn mua cho tôi. Ngày nghỉ, anh chở tôi đi ăn thức chay ngon ở khu phố lớn. Tôi là chúa ưa ăn hàng, rất khoái tẩm bổ thân thể đó nha. Sau khi ăn xong thì anh dẫn tôi đi xem phim. Cuối tuần trước, anh chở tôi đến khu đại lâu cao 46 tầng để ngắm cảnh. Những gì anh làm cho tôi đều biểu lộ tình thương nồng ấm. Tôi đứng bên sông say sưa ngắm cảnh, góc độ nào cũng đẹp. Tôi nhìn thấy hòn ngọc Đông Phương, trung tâm Hoàng Châu, trung tâm Thượng Hải, đẹp quá trời đi. Rồi tôi nhìn sang anh, thầm nghĩ tấm lòng anh mới là đẹp nhất, đẹp hơn mọi mỹ cảnh quanh đây. Anh đối với tôi thật ấm áp, chan hòa tình thương, khiến tôi như tan biến trong đó. Cuộc sống gia đình hạnh phúc quá tuyệt vời mà tôi có được đây chính là nhờ Phật Pháp, nhờ chư thiện tri thức đã chỉ dẫn tôi, giúp tôi thức tỉnh, nguyện sửa đổi mình, phát tâm sám hối, tri ân. Biết nhìn điểm tốt nơi người bên cạnh mình, từ bỏ lòng ích kỷ nhỏ nhen, hiểu rằng sống nên biết cho ra thay vì cứ đòi nhận. Kể từ đó tất cả đều thay đổi. Tôi không ngờ mình lại thu hoạch quá nhiều điều phi diệu, đến nỗi tôi chỉ biết kinh ngạc và mừng vui bất tận. Hiện tại tôi chỉ có thể công phu vào lúc rảnh, do bận đi làm, bận lo cho gia đình. Dù thời khóa công phu được tôi dành cho thời gian rất ít, nhưng đối với Phật Pháp, tính tâm tôi càng lúc càng mạnh. Tôi không còn chấp vào quá khứ để khổ đau, tiếp tục học tập thực hành Phật Pháp, vui với hạnh phúc an lạc hiện tại. Trước mắt, tạm thời chồng tôi vẫn chưa hiểu việc tu trì tụng kinh của tôi. Vì không muốn làm phiền anh nên tôi thường tụng thầm, niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng Vương, âm thầm tiếp tục hồi hướng cho chúng sinh, cho thế giới. Ghi thêm, hôm kia chúng tôi đi làm giấy tờ nhà, anh lại ghi tên tôi vào. Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp các chị em phụ nữ đồng cảnh ngộ còn đắm trong vô minh đau khổ sẽ tìm được lối thoát giống như tôi. Lời bình. Anh chồng trong đây là người tử tế có trách nhiệm. Anh không hề lăng nhăng hay dở thói trăng hoa trong suốt thời gian dài xa cách bất hòa với vợ. Viên Viên viết bài tự thuật này trong trạng thái hoàn toàn tỉnh giác, nên luôn thấy ưu điểm bên nhà chồng và sẵn sàng tự nhận chỗ sai của mình. Cô đã nếm vị ngọt nhờ vào lòng chân thành hành trì Pháp Phật và tu sửa bản thân. Hạnh phúc này do chính cô tạo ra và tự chiêu cảm lấy.
chiêu cảm lấy.